Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 52. Không biết là ai mở đầu, mà bây giờ những người luyện võ cổ đại đều đang ồn ào lặp lại những lời này. Ha ha, chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi, nếu đã ăn nói không lễ độ, vậy thì không cần phải sống nữa. Phong Khê thiếu gia nghe được những lời này, sắc mặt vô cùng khó coi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Anh ta lập tức vung tay lên, đánh ra một luồng linh khí, chuẩn xóa sạch toàn bộ người luyện võ cổ đại ở bên dưới. Bây giờ anh ta là Nguyên Anh đỉnh phong, thực lực đã vượt xa những người luyện võ cổ đại ở phía dưới, cho dù có tấn công đại thì vẫn có thể giết hàng loạt số đông người luyện võ cổ đại. Thế nhưng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Thanh Ảnh đã chạy tới. Bà ấy cũng vung tay áo lên đánh ra một luồng sức mạnh khủng bố được ngưng tụ bởi chân khí. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, lập tức, nơi đây truyền đến một tiếng vang chấn động. Ngay sau đó, dư âm của luồng sức mạnh khủng bố đã tạo thành hình gợn sóng tản ra khắp xung quanh. Vô cùng may mắn là hai người bọn họ đối đầu nhau ở giữa không trung, cho nên dư âm của sức mạnh chiến đấu cũng không lan đến bên dưới, nếu không chỉ riêng luồng sức mạnh còn thừa này đã có thể đánh chết một nhóm người. Sau khi đón nhận đòn tấn công của Phong Khê thiếu gia, Ngô Thanh Ảnh đứng ở phía dưới, bà ấy chống gậy, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Khê thiếu gia đang lơ lửng giữa không trung, giọng điệu bình thản nói, Phong Khê thiếu gia, đối thủ của cậu là tôi, cần gì phải làm khó bọn họ. Ngô Thanh Ảnh, đệ nhất giới luyện võ cổ đại, ha ha ha, rốt cuộc bà cũng tới rồi. Phong Khê thiếu gia đón nhận ánh mắt của Ngô Thanh Ảnh, anh ta hài lòng cười nói, không hổ là võ thánh đỉnh phong, sức chiến đấu không hề yếu kém. Vậy mà chỉ đánh bừa một đòn là đã có thể ngăn cản được sức mạnh do tôi đánh ra, không tệ, có tư cách làm đối thủ của tôi. Về việc có tư cách hay không, Hạ Hầu Võ không nói cho cậu biết sao. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói, hôm qua ông ta theo lệnh của cậu đến dò xét tôi, đã bị tôi đánh bại chỉ với một chiêu, ông ta trở về không nói cho cậu biết ư. Ha ha, quả thật tôi đã bảo ông ta đến dò xét bà. Phong Khê thiếu gia cười lạnh nói. Nhưng mà, Hạ Hầu Võ chỉ là một tên phế vật mà thôi, cái gì mà cảnh giới giả đan cửu truyền, suy cho cùng cũng chỉ là thấp kém. Ngô Thanh Ảnh, bà đã bước chân vào võ thánh đỉnh phong, có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quá khen rồi, Ngô Thanh Ảnh thản nhiên đáp lại. Quả thật không giấu giếm gì, tôi đối với hệ thống võ thuật cổ đại có chút hứng thú, cho tới nay. Sức chiến đấu đỉnh phong mà tôi dùng để đi khiêu chiến các ngọn núi lớn thì toàn là hạ thấp cảnh giới thôi. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, trong đó làm cho ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là Thạch Hạo Hãn của núi Tế Trời, Thái Sơn thần công của ông ta khủng bố thật đấy. Nếu không phải tôi giải trừ phong ấn kịp thời, sử dụng cảnh giới cao hơn ông ta, thì quả thật đã không áp chế được ông ta. Nhưng mà, Ngô Thanh Ảnh, đối đầu với bà thì tôi cũng không cần đè ép cảnh giới làm gì. Mỗi người chúng ta đều chiến đấu hết sức mình, quang minh chính đại đánh nhau một trận, bà thấy thế nào? Phong Khê thiếu gia cười nói. Được. Ngô Thanh Ảnh chống gậy, thoạt nhìn thì thấy bà ấy tuổi già sức yếu, nhưng sức mạnh trong lời nói lại làm cho người ta tim sợ hãi. Vậy bây giờ, bắt đầu thôi. Dứt lời, Phong Khê thiếu gia chợt trở nên nghiêm túc, linh khí bao xung quanh cơ thể, anh ta lập tức phóng thẳng xuống phía dưới, hùng hổ giết về phía Ngô Thanh Ảnh. Thế nhưng, ngay một giây trước khi Phong Khê thiếu gia sắp đánh trúng Ngô Thanh Ảnh đã nhảy lên, ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Phong Khê thiếu gia bổ nhào vào một khoảng trống, mặt đất lập tức bị đánh ra một cái hố sâu với đường kính khoảng 3-4 thước. Thú vị lắm! Một trường không thành công, Phong Khê thiếu gia miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó tiếp tục đuổi đánh. Lần này, Ngô Thanh Ảnh cũng không lựa chọn trốn tránh. Mà cầm cây gậy đang chống trong tay, chủ động đón nhận đòn tấn công của Phong Khê thiếu gia. Hai người ở giữa không trung, chân khí và linh khí đụng vào nhau tạo thành hai vòng bảo vệ khác biệt, che lại xung quanh mỗi người. Cứ như vậy, hai người giằng co nhau mười mấy giây, không ai làm gì được ai hết, cứ lao ra rồi lại xông tới mà đánh. Sau đó, hai người đánh nhau ở giữa không trung liên tục. Đánh một cách khó khăn, bất phân thắng bại. Thật sự mà nói thì căn bản không nhìn thấy bóng người của bọn họ.
Bởi vì tốc độ của Phong Khê thiếu gia và Ngô Thanh Ảnh quá nhanh, cho dù người tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong cũng không có cách nào bắt kịp được trận đấu, họ đều không thể nhìn thấy được, tất nhiên không có cách nào phán đoán được ai mạnh hơn ai. Đây chính là võ thánh đỉnh phong à, thật mạnh, tiền bối Ngô Thanh Ảnh, mãi mãi là thần. Nghe nói Phong Khê thiếu gia là nguyên anh đỉnh phong, cũng không thua kém gì cảnh giới của tiền bối Ngô Thanh Ảnh, không biết tình hình chiến đấu sẽ như thế nào. Nhất định phải thắng nha, tiền bối Ngô Thanh Ảnh, cố lên, nếu như bà ấy thua, giới luyện võ coi như mất hết. Chỉ một tên Phong Khê thiếu gia, mà đã có thể cùng tiền bối Ngô Thanh Ảnh ngang tài ngang sức rồi, cường giả như vậy, ở ngoại vực tổng cộng có 10 người, dù là tiền bối Ngô Thanh Ảnh thắng, giới luyện võ vẫn tránh không nổi kiếp nạn này đâu. Chấm chấm chấm. Có người có tư tưởng bi quan, nhắc đến cao thủ ngoại vực khác, khiến cho hiện trường đông đảo giới luyện võ lại rơi vào trầm tư. Đúng vậy. Dù là thắng Phong Khê thiếu gia thì sao chứ, giới luyện võ vẫn không tránh khỏi việc bị cao thủ ngoại vực xóa sổ. Huống hồ, bây giờ tiền bối Ngô Thanh Ảnh cũng chưa chắc thắng được Phong Khê thiếu gia. Nghĩ đến đây, mọi người ai nấy đều lo lắng, sắc mặt đều trở nên khó coi hơn. Cùng lúc đó, Tô Thương đưa theo Nam Cung Ngự, Phan Châu Đan, cùng hai vị phong chủ khác đi đến hiện trường, ở đây gặp được Thiên Niên Sát và những phong chủ khác. Tô Thương, tên nhóc này cuối cùng cũng ra rồi. Thiên Niên Sát nhìn thấy Tô Thương, nhiệt tình chào hỏi. Ông nội Thiên. Tô Thương mỉm cười, khách khí trả lời, sau đó hỏi, tình hình hai bên thế nào rồi? Vừa nói, Tô Thương vừa nhìn về phía hai người đang đánh nhau trên không trung. Cầm cự được rồi, nhưng nếu tiếp tục như vậy, thì tình hình không lạc quan được. Thiên Niên Sát thở dài một hơi, nói, dù sao thì vợ ông tuổi cũng đã cao, cơ thể không được như xưa, đây là thứ mà cảnh giới không thể nào bù đắp được. Cái tên Phong Khê thiếu gia kia, khí huyết dồi dào, nếu cứ như thế mãi thì sợ rằng vợ ông sẽ thua về thể lực mất. Thiên Niên Sát lo lắng nói. Tô Thương mở ra thần thức, quan sát một hồi, sắc mặt cũng có chút khó coi. Quả thật đúng như Thiên Niên Sát nói, thực lực của Phong Khê thiếu gia và Ngô Thanh Ảnh là tương đương nhau. Nhưng Ngô Thanh Ảnh tuổi đã già, khí huyết khô cạn, không chịu được trận đánh lâu dài. Nếu trong thời gian ngắn, Ngô Thanh Ảnh không có cách nào nhanh chóng kết thúc trận đấu, chỉ sợ càng đánh càng yếu. Được cái này mất cái kia, chênh lệch hiện rõ ra rồi, đánh đến cuối cùng thì Phong Khê thiếu gia chắc chắn thắng lớn. Có điều, Tô Thương mơ hồ nhận ra được. Ngô Thanh Ảnh không hề đơn giản như bên ngoài, tất nhiên là có dấu thủ đoạn. Bởi vì, đến người ngoài cũng nhìn ra được, Ngô Thanh Ảnh không thể đánh lâu dài, thì bản thân bà ấy sao lại không biết điều đó chứ? Bây giờ, Ngô Thanh Ảnh lại không nóng vội, từng bước tiêu hao năng lượng cùng với Phong Khê thiếu gia, rõ ràng có con át chủ bài. Sở dĩ không sử dụng, chắc là đang thử thăm dò Phong Khê thiếu gia, định khi biết rõ ràng rồi thì sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, Tô Thương lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, ông nội Thiên, đừng vội, Ngô tiền bối tự có cách đối phó, không cần lo lắng cho bà ấy. Thiên Niên Sát nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, Tô Thương, ông nghe vợ ông nói, cháu đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi hả? Ông nhớ lần trước gặp nhau, cháu mới vừa trúc cơ, không ngờ chỉ mới nửa năm, mà cháu có thể có được tiến bộ khủng bố như vậy, khiến người khác khâm phục cực kỳ đó nha. Thiên Niên Sát có chút đắc ý nói, không hổ là chồng của cháu gái ông nha, tuổi trẻ đầy triển vọng đó. Ông nội Thiên quá khen. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng lúc đó, anh ở trong đám người, nhận ra được vị trí của Quách Ý, nhất thời di chuyển ánh mắt qua đó. Rất nhanh, Tô Thương phát hiện ra Quách Ý cũng nhìn về phía Tô Thương, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Ông nội Thiên, cháu gặp được một người quen. Đợi lát nữa sẽ nói chuyện với ông sau. Tô Thương cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Cung Ngự dặn dò, Nam Cung Ngự, ông ở lại đây đi, lúc tôi không ở đây, ông phải nghe theo sự sắp xếp của ông nội Thiên, tôi đi một lát thì sẽ quay lại. Vâng, Nam Cung Ngự cung kính trả lời. Tô Thương, hôm nay núi Cửu Phong có nhiều người phức tạp, cháu phải cẩn thận đó. Thiên Niên Sát nhắc nhở. Tô Thương khẽ gật đầu. Nháy mắt từ phía xa với Quách Ý, sau đó liền nhún người biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Quách Ý từ trong đám người biến mất, đi theo tốc độ của Tô Thương.
Chấm chấm chấm. Mấy phút sau, bên ngoài 10 dặm của núi Cửu Phong, Tô Thương dừng bước lại, đứng dưới một cây cổ thụ cao lớn, giọng điệu bình thản nói ra, Quách Hí, ra đi. Vù. Sau một giây, cơ thể Quách Hí liền xuất hiện trước mặt Tô Thương, cảm xúc cực kỳ kích động. Cậu chủ. Quách Hí quỳ một chân xuống đất, hưng phấn nhìn Tô Thương, giống như có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tô Thương đánh giá Quách Hí, khóe miệng lộ ra một nụ cười, vui mừng nói, xa nhau đã lâu, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Lúc trước tôi đưa cho cậu mấy viên đá năng lượng, để cậu rời Giang Bắc một mình xông pha bên ngoài, chẳng qua là vì thấy cậu có thiên phú, ở Giang Bắc tài nguyên có hạn, cậu ở bên cạnh tôi, sẽ mãi chỉ làm mai một đi tài năng mà thôi. Tô Thương cười nói tiếp, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được, cậu vậy mà có được thành tựu lớn như thế, hơn nửa năm qua, thế mà đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi, thật sự khiến người khác kích động lắm nha. Cậu chủ quá khen. Quách Hí cảm kích nói, thuộc hạ có thành tựu bây giờ, toàn bộ là nhờ cậu chủ lúc trước đã dẫn vào con đường tu chân, thuộc hạ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ha ha, tôi chỉ là người dẫn đường cho cậu mà thôi, tất cả mọi chuyện đều là nhờ vào sự cố gắng của cậu. Tô Thương nhìn Quách Hí, nhịn không được mà tò mò hỏi, trong thời gian hơn nửa năm nay, rốt cuộc cậu đã trải qua cái gì, sao tiến bộ nhanh như vậy được? Từ luyện khí đến Nguyên Anh. Đừng nói ở trái đất linh khí mong manh, dù là những tinh vực danh lam thắng cảnh khác, cũng rất khó có được thành tựu như thế. Tô Thương mặt mũi đầy khó hiểu nói, huống hồ, trái đất còn bị ngoại vực bố trí pháp tắc, người tu chân không thể đặt chân đến kết đan, nếu không sẽ bị điểm xấu phản phệ, cậu. Đang nói, Tô Thương chợt phát hiện quạt lông trong tay Quách Hí, không phải làm vật phẩm bất phàm, nhưng lại lộ ra uy lực của đế khí, khiến người khác sợ hãi. Thế là dò hỏi có liên quan đến cái quạt lông trong tay cậu phải không? Vâng. Quách Hí không giấu giếm, thẳng thắn nói, quạt lông trong tay thuộc hạ, tên là quạt Thanh Phong. Có điều, nó chỉ là một thứ mô phỏng thôi, nó vẻn vẹn chỉ có được 1/10 uy lực của cái quạt chính thống. Quách Hí nói tiếp, nhưng dù vậy, bây giờ tôi cũng không có cách nào tùy ý thôi động nó, nếu không thì chắc chắn sẽ nhận phản phệ. Quạt Thanh Phong, đế khí cực kỳ uy lực. Tô Thương trong lòng hiểu rõ, Quách Hí chắc chắn gặp được cơ duyên tốt, ở thế giới tu chân, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật, những chuyện thế này không nên hỏi nhiều, để tránh gây bất mãn với đối phương, tổn thương hòa khí. Mặc dù Tô Thương là chủ của Quách Hí, nhưng cũng không nên quá tò mò về cơ duyên đó của Quách Hí, vì thế mới nói, Quách Hí, câu hỏi tôi vừa nói, cậu cứ coi như không nghe thấy gì đi, không cần trả lời tôi đâu. Cậu chủ. Anh nói gì vậy chứ, cho dù anh không hỏi thì tôi cũng phải nói cho anh, ở trước mặt anh, tôi không có bí mật gì hết. Quách Hí nghiêm túc gợi ra, vội nói tiếp, là thế này, lúc trước sau khi rời khỏi Giang Bắc, tôi đi đến tỉnh ở phía Tây. Ở đó, tôi gặp được một số người, kết giao được mấy anh em, thực lực cũng có chút tiến bộ. Quách Hí tiếp tục nói, khoảng thời gian đó, cũng tính là đã trải qua rất tốt, anh bạn của tôi lại làm ăn ở chợ đen Cửu Môn. Tôi hỗ trợ cho họ, thỉnh thoảng cũng mua được một ít đá năng lượng với giá thấp. Anh bạn của tôi bình thường sẽ đi xung quanh những nhà ở mấy ngọn núi lớn thu mua bảo vật mà mấy nhà đó đào được, dùng tiền từ việc bán mấy thứ đồ đó để mua một số dược tài, hoặc là một số đồ vật cổ, vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng đột nhiên có một ngày, anh bạn tôi từ trong tay của một lão nông, thu được một cây quạt lông, đồng thời đi đến chợ đen Cửu Môn bán. Nói đến đây, Quách Hí lộ ra vẻ bi thương nói, kết quả, phiền phức lại kéo đến, anh ấy bị người của gia tộc Hạ Hầu theo dõi. Gia tộc Hạ Hầu, cũng không phải một gia tộc thế lực bình thường, thậm chí còn áp đảo cả những tông phái lớn trong giới luyện võ, chính là một trong thập đại cửu tộc. Quách Hí nhìn về phía Tô Thương, cung kính hỏi, cậu chủ, tôi nghe nói chuyện gần nhất mà anh làm, là lúc cậu mở ra biến đổi của giới luyện võ, thập đại cổ tộc từng ngăn cản. Chắc chắn anh có hiểu biết với thập đại cổ tộc nhỉ? Tô Thương gật đầu nói, cậu nói tiếp đi. Vâng. Quách Hí đồng ý, sau đó nói, nếu anh đã biết, tôi sẽ không nói quá nhiều về gia tộc Hạ Hầu nữa. Gia tộc Hạ Hầu, tung hoành bá đạo đã quen, chắc chắn là phát hiện anh bạn của tôi bán ra cái quạt lông kia ẩn chứa linh khí, không phải vật bình thường, nên muốn lấy bằng được. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác không muốn dùng tiền mua.
anh bạn tôi mua với giá 10 vạn, bán ra 12 vạn, cũng không tính là lên giá quá cao, với tài lực nhà Hạ Hầu, 12 vạn có đáng là gì chứ, cùng lắm chỉ là tiền một bữa cơm mà thôi. Quách Hí nghiến răng nói, nhưng bọn họ không mua, lại cứng rắn cưỡng đoạt, hơn nữa đối phương lúc đó cũng không hề quen ai giới thiệu người này, tất nhiên anh bạn tôi không chịu, thậm chí gọi người quản lý chợ đen đến, đáng tiếc cũng không làm được chuyện gì. Mặc dù gia tộc Hạ Hầu thế lực to lớn, nhưng trước mặt mọi người, cái người dẫn đầu kia, cũng không dám làm càn quá mức, sợ gây ra ảnh hưởng xấu, khiến gia tộc Hạ Hầu xấu hổ, nên mới tạm thời buông tha cho anh bạn tôi. Quách Hí nói tiếp, vào lúc nửa đêm, khi anh bạn tôi rời khỏi chợ đen Cửu Môn, tôi gặp anh ấy ở bên ngoài, anh ấy liền lén lút cho tôi cây quạt lông, để tôi đưa quạt lông đi càng xa càng tốt. Bởi vì, lúc ở chợ đen, anh bạn tôi trong lúc vô ý, đã thấy được đồ vật mà người muốn cướp đồ của mình đeo, chính là yêu bài của gia tộc Hạ Hầu. Anh ấy biết mình đã đắc tội với gia tộc Hạ Hầu, dù là có dâng lên quạt lông thì cũng phải chết không nghi ngờ gì, vì thế mới để tôi đưa theo quạt lông mà chạy trốn. Quách Hí đang nói, hai mắt đỏ ửng, lúc ấy tôi không hiểu rõ, ngay tại lúc định hỏi rõ ràng thì người của gia tộc Hạ Hầu đuổi tới. Anh bạn của tôi giả vờ không quen biết tôi, đồng thời che kín quần áo, giả vờ như quạt lông đang ở trong ngực anh ấy, sau đó liều mạng chạy trốn. Nhưng anh ấy chạy chưa bao xa, liền bị người của gia tộc Hạ Hầu đuổi kịp, trực tiếp xóa sổ. Quách Hí nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đến bây giờ còn nhớ rõ, cái tên tiểu thư dần đầu người trong gia tộc Hạ Hầu đó, dáng vẻ dẫm lên xác của anh bạn tôi hận lắm, hận tôi lúc ấy không có thực lực, chỉ có thể trở mắt nhìn bạn bè bị giết. Chuyện đã qua rồi, bớt đau buồn lại đi, Tô Thường trấn an một câu. Quách Hí gật đầu, sau đó nói tiếp, sau khi người bạn của tôi chết, tôi không dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình, mang theo cái quạt lông rời khỏi hiện trường. Gia tộc Hạ Hầu không tìm thấy quạt lông trên người anh bạn tôi, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, bắt đầu truy sát tôi. Quách Hí cười khổ nói, lúc ấy tôi chỉ là luyện khí tầng thứ tư thôi, mà người của gia tộc Hạ Hầu lại có cao thủ trúc cơ, tôi tất nhiên không thể trốn được rồi. Rất nhanh, tôi bị bọn họ ép đến một vách đá, hoàn toàn bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nhảy xuống. Quách Hí tự chê cười mà nói, kết quả là giống y như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, tôi không những không chết, mà sau khi tỉnh lại còn gặp được một lão tiền bối, là ông ấy cứu tôi, còn tìm được thảo dược trị thương cho tôi. Lão tiền bối còn nói, ông ấy cũng là vì thấy cái quạt lông đó mà đến, cậu chủ, nói đến đây, anh chắc là biết tên của cái quạt lông đó rồi chứ. Là quạt thanh phong nhỉ, Tô Thường gật đầu nói. Vâng, Quách Hí nhìn thoáng qua quạt thanh phong. Nói tiếp, tôi biết với thực lực của tôi, không giữ nổi quạt lông, hơn nữa tôi nhìn ra, cái lão tiền bối kia không phải người bình thường, nên đem quạt lông đó cho ông ấy, đồng thời nói là vì để báo đáp ơn cứu mạng tôi. Nhưng thực tế, là tôi muốn đem củ khoai nóng trong tay mà vứt cho ông ấy, mặc dù ông ấy cứu tôi, nhưng cũng là vì quạt lông, trong mắt tôi thì ông ấy so với người trong gia tộc Hạ Hầu không có gì khác biệt, nên mới để cho họ tự tranh giành nhau. Chỉ có như thế, tôi mới có cơ hội thoát khỏi tầm mắt gia tộc Hạ Hầu, chờ tôi mạnh lên rồi, chắc chắn sẽ đi báo thù cho anh bạn của tôi. Nói đến đây, Quách Hí cười khổ nói, nhưng ai biết, lão tiền bối kia liếc một chút là biết được suy nghĩ của tôi rồi. Lão tiền bối, ông ta là ai, cậu biết thân phận ông ấy không? Tô Thường tò mò hỏi. Quách Hí nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, ngay từ đầu, tôi cũng không biết ông ấy là ai. Nhưng sau khi ông ấy nhìn thấu được tôi, cũng không tức giận, mà đưa tôi đi cùng, thậm chí còn không cần quạt thanh phong nữa, mà trực tiếp để cho tôi giữ lại. Ông ấy còn nói quạt thanh phong vốn là đồ của ông ấy, chỉ là có chút sự cố nên mới để rơi mất, bị lão nông nhặt được, dẫn đến đổ máu này. Nói chuyện chính đi, lão tiền bối đó là ai? Tô Thường truy hỏi. Ông ấy là, quỷ cốc tử, Quách Hí không lề mề nữa mà nói thẳng. Tô Thường kinh ngạc nói, huyền vi chân nhân trong sách lịch sử, quỷ cốc tử sao? Là ông ấy. Quách Hí trả lời nói, tôi cũng giật mình, trước đây chỉ cảm thấy nhân vật lịch sử cách mình rất xa, không ngờ lại có thể nhìn thấy được người thật. Ha ha, Quách Hí, đây đều là ý trời rồi. Tô Thường cười cười, sau đó nghi ngờ nói, quỷ cốc tử vì sao lại giúp cậu? Ông ấy nhìn chúng thiên phú của tôi, muốn nhận tôi làm đệ tử.
Quách Hí nhăn nhăn nhó nhó, nó như đang rất ngại. Con mẹ nó. Tô Thương càng thêm hứng phấn, vì Quách Hí mà thấy cao hứng hơn, nói, đệ tử của Quỷ Cốc Tử, trước giờ đều được đưa vào sách lịch sử đó nha, Quách Hí, không ngờ cậu lại có thể làm đệ tử của Quỷ Cốc Tử đó nha. Cậu chủ, tôi từ chối rồi. Quách Hí lại nói. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương nghi ngờ nói, vì sao chứ, đầu óc cậu có vấn đề à, cơ hội tốt như thế, từ chối làm gì hả? Tôi cũng hối hận mà. Quách Hí bỗng nhiên hối hận nói, ngay từ đầu tôi không biết thân phận của ông ấy, nên lấy cái cớ là vì anh, nói muốn bái sư thì cần cậu chủ đồng ý, nên mới từ chối. Nhưng về sau, khi ông ấy nói cho tôi biết ông ấy là Quỷ Cốc Tử, tôi lập tức hối hận rồi, nhưng lời đã nói ra, hình phải giữ vững vàng chứ, vì thế tôi không thể làm gì khác, đành phải ngậm ngùi mà từ chối. Quách Hí cười khổ nói. Cái tên này, Tô Thương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không biết nên nói gì thì tốt. Cậu chủ, vấn đề này không lớn đâu, mặc dù tôi không bái sư, nhưng Quỷ Cốc Tử vẫn rất tốt với tôi, giúp tôi đặt chân đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Quách Hí khẽ cười nói, ông ấy biết trước tương lai, hình như đã biết được rất nhiều chuyện rồi, để tôi đưa theo quà Thanh Phong, xuất thế đến giúp anh hoàn thành việc không phục linh khí. Vốn dĩ tôi định đi Giang Bắc, nhưng cảm nhận được khí tức của anh ở gần đây, nên mới ở lại núi Cửu Phong. Nói đến đây, Quách Hí mặt mũi đầy lo lắng mà nói, cậu chủ, hôm nay, chỉ sợ là không giữ được núi Cửu Phong rồi. Tôi nhận thấy được, thập đại cổ tộc gần như còn khí tức của hai tên cảnh giới Nguyên Anh, lại đều mạnh hơn tôi. Quách Hí suy đoán nói, bọn họ chắc là một trong số cao thủ ngoại vực đến trái đất lần này đó, nếu thật sự là như vậy, thì thực lực hai người họ, chắc chắc không khác biệt lắm so với Phong Khê thiếu gia, đều là Nguyên Anh đỉnh phong, không thể chống lại được. Cảm giác của cậu không sai đâu. Tô Thương gật đầu nói, bây giờ quả thực có hai tên Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng cũng không phải là không có cách nào chống lại được. Quách Hí, nếu cậu sử dụng quạt Thanh Phong, thực lực thi đấu chân chính thế nào? Tô Thương dò hỏi. Quách Hí tự đánh giá một lát, sau đó nghiêm túc nói, chắc là có thể ngăn lại một tên Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng tôi không chống cự được quá lâu, dưới 10 phút là được. Thế là đủ rồi. Tô Thương nghe vậy, lộ ra một nụ cười, còn lại một người kia, giao cho tôi đối phó, trong vòng 10 phút, tôi chắc chắn giết được một tên, sau đó chúng ta liên thủ, tên còn lại cũng không chạy được. Cậu chủ, thực lực của cậu là... Thế nào hả, không tin trong vòng 10 phút tôi có thể giết được Nguyên Anh đỉnh phong hay sao? Tô Thương cười hỏi lại. Tin tưởng. Nhìn thấy cậu chủ tự tin như vậy, Quách Hí nhất thời thở dài một hơi. Cung kính nói, thế thì cứ làm theo lời cậu chủ nói, làm cho mấy tên cao thủ ngoại vựa này, có đến mà không có về. Không chỉ có như vậy. Ánh mắt Tô Thương âm lãnh, trầm giọng nói, thuận tiện dọn dẹp thập đại cổ tộc một chút đi, bọn họ tiếp tay cho tội ác lâu như vậy rồi, trước khi linh khí khôi phục, cũng nên tính sổ một chút với họ rồi. Vâng. Quách Hí nghiến răng nói, sau khi xuất quan, tôi còn chưa kịp qua gia tộc Hạ Hầu báo thù, cậu chủ. Người của gia tộc Hạ Hầu, giao cho tôi giải quyết, tôi thấy người trong gia tộc Hạ Hầu, đúng lúc có tên tiểu thư trước kia, vừa rồi tôi sợ bứt dây động rừng nên mới nhịn mà không ra tay. Được, Tô Thương tất nhiên sẽ không từ chối. Bù, ngay lúc hai người đang nói chuyện, dưới bầu trời tại núi Cửu Phong, chợt phát ra một khí tức cực kỳ kinh khủng, ngay sau đó, một luồng chân khí dồi dào, xông thẳng lên trời, rung chuyển trời đất. Chân khí chuyển động, là Ngô Thanh Ảnh. Xem ra Ngô Thanh Ảnh không động đậy được nữa, mà xuất ra lá bài tẩy của mình, muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu rồi. Tô Thương thúc giục nói, Quách Hí, chúng ta đi qua đó xem thử. Vâng. Quách Hí cung kính trả lời. Sau đó, hai người Tô Thương và Quách Hí, một người đi trước một người đi sau, đến thẳng đến dưới núi Cửu Phong. Giờ phút này, dưới núi Cửu Phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên bầu trời, muốn nhìn kỹ trận chiến giữa Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê thiếu gia. Có điều với thực lực của họ, căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy chân khí và linh khí va chạm trong 9 tầng mây mà thôi. Đây là Võ Thánh và Nguyên Anh chiến đấu, đều đã đánh lên tận trời rồi, thật là khủng khiếp. Chiến đấu trong mây, xưa nay hiếm thấy, bọn họ sẽ không phải phá luôn bầu trời đó chứ. Sao có thể chứ?
phá trời thì chỉ có cảnh giới tiên đế mới có năng lực đó thôi, người tu chân cảnh giới nguyên anh chắc chắn không làm được. Không biết tiền bối Ngô Thanh Ảnh, bây giờ thế nào, có thể áp chế được Phong Khê thiếu gia không? Mặc dù không nhìn thấy hình ảnh bọn họ chiến đấu, nhưng năng lượng hai bên sử dụng là khác biệt, tiền bối Ngô Thanh Ảnh thuộc hệ thống tu luyện của giới luyện võ, dùng chân khí, còn Phong Khê thiếu gia thuộc hệ thống tu chân, dùng linh khí, tình hình trước mắt hình như tiền bối Ngô Thanh Ảnh chiếm ưu thế rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người bên dưới, bình luận ầm ĩ. Cảnh giới dưới võ tôn không thể nhìn thấy, cảnh giới võ tôn lại có thể. Tám vị phong chủ, không chớp mắt mà nhìn chăm chú phía trên, ồn ào lộ vẻ vui mừng. Có điều, Thiên Niên Sát lại thở dài một hơi, lộ ra vẻ lo lắng. Thanh Ảnh không hổ là đệ nhất giới luyện võ, mấy thủ đoạn này thật kinh tài tuyệt diễm nha. Ngay lập tức, khí huyết khôi phục đỉnh phong, trạng thái võ thánh đỉnh phong này, có lẽ chỉ có người tu chân cảnh giới hóa thần mới có thể áp chế được. Không nên gọi là Thanh Ảnh, mặc dù chúng ta là người cùng thời đại, nhưng bây giờ, chắc là nên xưng hô thành tiền bối rồi. Ha ha, đã sớm đổi thành tiền bối rồi đó, người đệ nhất trong giới luyện võ, mấy lão già chúng ta, cả đời cũng không đuổi kịp. Trận chiến này, tất nhiên sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, với thực lực trước mắt của Phong Khê thiếu gia, căn bản không có cách gì có thể đối phó được với đòn tấn công của tiền bối Ngô Thanh Ảnh rồi. Ai ya, các ông chỉ thấy vợ tôi bây giờ đang ở trạng thái khí huyết đỉnh phong, lại không biết bà ấy phải trả giá thế nào. Lúc này, Thiên Niên Sát mở miệng nói, đây vốn là thủ đoạn cấm kỵ của vợ tôi, cưỡng ép nâng cao khí huyết, nhưng chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn mà thôi, nhiều nhất có thể duy trì được 2 phút. Sau 2 phút, vợ tôi sẽ bị khô cạn khí huyết, rơi vào hôn mê, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí có khả năng sẽ chết. Thiên Niên Sát lo lắng nói ra khả năng xấu nhất, nếu như vợ tôi xảy ra chuyện rồi, còn ai có thể ngăn cản bước chân của cao thủ ngoại vực nữa chứ? Tám vị phong chủ xung quanh nghe nói như thế, nhất thời trầm mặc, không khí tại hiện trường cực kỳ im lặng. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, Tô Thương cùng Quách Ý xuất hiện, trong đó, Tô Thương cười nói, tôi có cách giúp Ngô tiền bối khôi phục khí huyết. Vù vù vù. Nhất thời, ánh mắt của mọi người tại hiện trường, đều nhìn vào Tô Thương, không ai để ý đến Quách Ý bên cạnh. Bởi vì Quách Ý trong tay cầm quả thanh phong, ẩn giấu khí tức, trừ khi cảnh giới hóa thần, nếu không sẽ không nhìn ra, vì thế trong mắt mọi người, anh ấy chỉ là người bình thường mà thôi. Tô Thương, chuyện này là thật sao? Thiên Niên Sát vui vẻ nói. Ừm. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói, ông nội Thiên, các vị phong chủ, hôm nay có tôi ở đây, núi Cửu Phi Phong sẽ không xảy ra chuyện gì, cao thủ ngoại vực cũng sẽ không san bằng được giới luyện võ đâu. Các người cứ yên tâm đi. Vừa nói, trên không trung liền truyền đến một tiếng vang, khí huyết đỉnh phong của Ngô Thanh Ảnh, cùng với Phong Khê thiếu gia đã cùng đánh ra một chiêu, linh khí và chân khí va chạm, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, đến mấy tầng mây cũng đều bị đánh tan. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều bị hấp dẫn, Tô Thương cũng ngẩng đầu nhìn lên, muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Chỉ nhìn thấy ở giữa không trung, vốn là những từng tầng mây trắng, mắt thường không thể nhìn thấy gì. Nhưng mà bây giờ, tầng mây trắng dày đó đã bị dư chấn của cuộc chiến giữa Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê thiếu gia chém rách thành hai đoạn, hiện ra bốn phía bầu trời trong veo. Mà Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê thiếu gia đang đứng đối mặt với nhau, cách xa nhau tầm 7-8 mét. Từ xa nhìn lại, mỗi người giống như đang đứng trên một đám mây trắng, nhìn bọn họ giống như những vị thần tiên thoát tục đang cưỡi mây đạp gió vậy. Nhưng mà, đây chỉ là hiệu ứng hình ảnh của thị giác mà thôi, bản lĩnh ngự không cưỡi mây đạp giá chỉ có thể đến cảnh giới hóa thần mới làm được, mà trong hệ thống luyện võ chính là phải đạt tới cảnh giới võ thần. Lúc trước trong hệ thống luyện võ có cấp bậc võ thần lục địa, lúc Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ thì nghe theo lời của Thiên Sơn Tuyết đem cảnh giới trên cảnh giới võ thánh gọi là chân võ thần. Cảnh giới võ thần đó sánh ngang với cảnh giới độ kiếp. Cảnh giới nằm trên cảnh giới nguyên anh của hệ thống tu chân. Rất rõ ràng, Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê thiếu gia trước mắt đều chưa đạt đến cảnh giới có thể ngự không phi hành. Bây giờ, bọn họ điều động sức mạnh của mỗi người, chỉ có thể ở trên không giao chiến một lúc mà thôi.
Muốn ngự không phi hành trong một thời gian dài thì còn cần phải tiến lên một bước nữa mới có thể làm được. Lúc này, Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê Thiếu Gia đã giao đấu với nhau hơn 100 hiệp, mà vẫn chưa phân được thắng thua. Nhưng mà trước khi diễn ra hiệp cuối cùng, Ngô Thanh Ảnh đã sử dụng một thủ đoạn cấm kỵ, cho nên khí huyết đã được khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bà ấy liền đánh ra một đòn siêu mạnh, áp chế được Phong Khê Thiếu Gia. Giờ phút này, Ngô Thanh Ảnh đang chống gậy, đáy gậy dường như đang đứng trên mây trắng, toàn thân dâng trào huyết khí, toát ra uy lực kinh người. Về phần Phong Khê Thiếu Gia thì lại hơi chật vật, khóe miệng rịn ra một vệt máu, nhưng cũng không có vấn đề lớn gì, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, không có trở ngại gì, cũng không hề ảnh hưởng đến thực lực của anh ta. Đây chính là thực lực của người giỏi nhất trong giới luyện võ nhỉ, quả thực không yếu mà, so với tất cả những người tôi từng gặp mạnh hơn rất nhiều. Phong Khê Thiếu Gia lau đi vết máu nơi khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạo, nói, nhưng mà, Ngô Thanh Ảnh, trạng thái này của bà không thể duy trì được quá lâu nhỉ, hay nói cách khác sức mạnh lúc nãy của bà không thể đánh ra được nhiều lần nhỉ. Ngô Thanh Ảnh gật đầu, không hề giấu giếm. Bởi vì, bà ấy có giấu thì cũng không có tác dụng gì, Phong Khê Thiếu Gia có thể nhìn ra trạng thái của bà ấy. Ngô Thanh Ảnh cũng không gấp, trạng thái này bà ấy có thể kéo dài được 10 phút. Lúc trước bà ấy nói với Thiên Niên Sát là 2 phút đồng hồ, là lúc tấn cấp lên cảnh giới võ thánh. Nhưng Ngô Thanh Ảnh lúc đó khí huyết đã khô cạn rồi, bà ấy từng trò chuyện với Thiên Niên Sát, nói mình có thể trong thời gian ngắn khiến khí huyết hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, đại khái có thể duy trì được 2 phút đồng hồ. Nhưng mà sau khi đột phá đến cảnh giới võ thánh rồi thì thời gian tự nhiên sẽ được kéo dài ra thêm, khoảng 10 phút đồng hồ. Đương nhiên, số lần có thể sử dụng toàn lực cũng có hạn chế, nếu như cứ xuất chân khí ra một cách nhanh chóng và liên tục thì át hẳn cũng không thể kiên trì được 10 phút. Bởi vậy, Ngô Thanh Ảnh cũng không gấp mà chiến đấu với Phong Khê Thiếu Gia, bà ấy chỉ muốn vờn Phong Khê Thiếu Gia, ép anh ta dùng đến lá bài tẩy của mình, tránh cho sau cùng lại bị đánh phủ lại. Ngô Thanh Ảnh vốn dĩ cũng không có ý định dùng đến thủ đoạn cấm kỵ, đáng tiếc, thực lực của Phong Khê Thiếu Gia không hề yếu, bà ấy không có cách gì ép anh ta dùng đến lá bài tẩy của mình, cho nên chỉ có thể đánh cược một lần. Ha ha, bị tôi đoán trúng rồi. Phong Khê Thiếu Gia khẽ cười nói, Ngô Thanh Ảnh, tôi thừa nhận, trạng thái bây giờ của bà có thể đánh với tôi, nhưng cũng không có cách gì trấn áp được tôi. Mà tôi chỉ cần kéo dài thời gian thì bà thua trận là điều không cần phải nghi ngờ. Còn nữa, Ngô Thanh Ảnh, bà vì muốn đối phó với tôi mà đã cưỡng ép cơ thể quá nhiều. Phong Khê Thiếu Gia lạnh lùng cười nói, tôi có thể nhìn ra được, bà đã cưỡng ép thăng hoa cực hạn rồi, nghiền ép hết tất cả khí huyết của mình. Một khi trạng thái này biến mất, khí huyết của bà sẽ ở trạng thái khô cạn nhất, nhẹ thì hôn mê, nặng thì thậm chí có thể mất mạng, hai loại tình huống. Bất kể là loại nào thì bà đều nhất định phải chết. Cậu nói đúng rồi. Ngô Thanh Ảnh lại gật đầu lần nữa. Nếu đã như vậy, sao bà lại còn mạo hiểm như thế chứ? Lựa chọn hy sinh tính mạng của mình mà liều chết với tôi. Phong Khê Thiếu Gia tò mò hỏi. Không thăng hoa cực hạn thì không được mà. Ngô Thanh Ảnh cười khổ nói, cậu khí huyết tràn đầy, đang ở giai đoạn sung sức, thực lực của cậu và tôi không chênh lệch nhau lắm. Cứ tiếp tục tiêu hao thì tôi còn có thể đánh tiếp sao? Sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu mài cho chết, tha rằng như vậy, chỉ bằng thăng hoa cực hạn, đánh với cậu một trận. Ngô Thanh Ảnh ánh mắt kiên định nói. Hà tất phải như vậy chứ? Phong Khê Thiếu Gia khẽ cười nói, Ngô Thanh Ảnh, tôi thấy thực lực của bà không yếu, nếu như bà bằng lòng theo tôi, cùng ký khế ước với tôi, làm thuộc hạ của tôi thì có lẽ tôi sẽ xem xét tha cho bà một mạng, thậm chí. Tôi còn tặng cho bà núi Cửu Phong này, tuyệt đối sẽ không đến xâm phạm nó, bà thấy thế nào? Dưới núi Cửu Phong, sau khi đám mây trắng dày bị xé nứt ra, mọi người đều có thể nhìn thấy Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê Thiếu Gia rồi. Đồng thời, bọn họ đều là người luyện võ cho nên thính lực cũng siêu hơn người bình thường, tự nhiên có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người kia. Ngay khi nghe tới đoạn Phong Khê Thiếu Gia muốn dụ dỗ Ngô Thanh Ảnh thì ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn, đồng thời nín thở trông chờ vào câu trả lời của Ngô Thanh Ảnh. Ha ha, nằm mơ đi. Núi Cửu Phong vốn dĩ thuộc về chúng tôi, cậu lại mạnh miệng như vậy, còn muốn tặng cho tôi, ai cho cậu tư cách đó chứ hả? Ngô Thanh Ảnh nhìn thẳng vào mắt Phong Khê Thiếu Gia,
lạnh lùng cười nói, ngược lại là cậu, Phong Khê thiếu gia, cậu không phải là đến để giết tôi sao, tại sao đột nhiên lại chiêu hàng, sao nào, sợ rồi sao? Sợ, ha ha, Phong Khê thiếu gia ngửa mặt cười lớn, sau đó lại sầm mặt xuống nói, Ngô Thanh Ảnh, tôi chỉ là muốn cho bà một cơ hội sống sót mà thôi, chứ có gì mà phải sợ bà chứ? Tôi không cần, ra tay đi, Ngô Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Hừ, Phong Khê thiếu gia mặt trầm như nước nói, nếu như bà đã không biết điều, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt nữa. Đừng tưởng rằng bà khôi phục lại khí huyết đỉnh phong thì có thể làm gì được tôi, bây giờ tôi sẽ cho bà thấy, chênh lệch giữa tôi và bà lớn như thế nào. Trùy tử kim, đến. Bù. Sau một giây, trong tay của Phong Khê thiếu gia đột nhiên lại có thêm một cái trùy lớn. Cái trùy này toàn thân màu tím vàng, có hoa văn thần bí khắp thân, thoảng tỏa ra uy thế kinh thiên động địa. Trùy tử kim, chính là vật chí bảo bản mệnh của tôi, vốn được tạo ra từ nguyên liệu cực phẩm là đá tử vân, toàn thân đều có màu tím, gọi là trùy tử vân. Phong Khê thiếu gia đắc ý cười nói, nhưng mà, lần này đến trái đất, cậu chủ của tôi là Viêm Long Tiên Đế đã cho một cái vảy rồng màu vàng và dung nhập vào nó, sau đó vật này liền tỏa ra sắc vàng tím chói lóa, cho nên liền được đổi tên thành trùy tử kim. Trùy tử kim sau khi thành hình thì cậu chủ của tôi lại đem 1/10 sức mạnh đế khí của mình rót vào trong nó. Phong Khê thiếu gia lạnh lùng cười nói, bây giờ, trùy tử kim của tôi đã có uy lực không yếu hơn các đế khí của các cao thủ cảnh giới chuẩn tiên đế chút nào. Dựa vào thực lực của tôi bấy giờ, cưỡng ép khởi động trùy tử kim sẽ bị phản phệ, nhưng tôi vẫn sẽ tốt hơn bà nhiều, phản phệ không nặng lắm, nghỉ ngơi là sẽ tốt lên trở lại. Phong Khê thiếu gia cười nhạo nói, tôi vốn không muốn sử dụng đến trùy tử kim, Ngô Thanh Ảnh, là do bà đã ép tôi. Trùy tử kim mà đã xuất ra thì dù bà có đổi ý, muốn quy hàng tôi thì cũng không còn cơ hội nữa, bà chịu chết đi. Nói xong, Phong Khê thiếu gia liền nhấc trùy tử kim lên, xông thẳng về phía Ngô Thanh Ảnh. Cùng với sự di chuyển của trùy tử kim, không khí cũng rít gào lên, trời đất như cũng đang rung chuyển theo. Đối mặt với đòn tấn công của Phong Khê thiếu gia, Ngô Thanh Ảnh mặt trầm như nước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng bà ấy cũng không hề lùi bước, mà xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, chủ động nghênh chiến với Phong Khê thiếu gia. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người va chạm vào nhau, vang lên một tiếng chấn động trời đất. Tiếp theo đó dư âm của cuộc va chạm tạo thành những đợt sóng đẩy ra bốn phía, đám mây dày bao quanh hai người trong nháy mắt bị đánh cho tiêu tán đi hết. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển, hàng trăm ngàn người luyện võ bên dưới cũng như một số người tu chân cảnh giới yếu hơn đều bị quăng quật ra xung quanh, hầu hết bọn họ đều bị ngã xuống đất nôn ra máu. Vũ khí này của Phong Khê thiếu gia cây ết ủng bố quá. Trùy tử kim vừa mới xuất hiện thì đã áp bức khiến tôi không thở nổi rồi, đây chính là đế khí sao? Anh không nghe rõ sao, đó là sức mạnh 1/10 của đế khí thực thụ chắc còn mạnh hơn nữa kìa. Thực lực của tiền bối Ngô Thanh Ảnh cũng mạnh mà, bà ấy vậy mà dám đỡ lấy trùy tử kim của Phong Khê thiếu gia, cũng không biết bà ấy có mấy phần thắng nữa, nếu như thua rồi thì chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Tiền bối Ngô Thanh Ảnh rõ ràng có thể bảo toàn cho bản thân, bảo toàn cho núi Cửu Phong, chỉ cần bà ấy đồng ý quy hàng ngoại vực, nhưng bà ấy không làm như vậy, khí tiết như thế, chúng ta sao lại chỉ nghĩ cho riêng mình chứ? Không sai. Thề cùng sống chết với tiền bối Ngô Thanh Ảnh. Thề cùng sống chết với tiền bối Ngô Thanh Ảnh. Thề cùng sống chết với tiền bối Ngô Thanh Ảnh. Đông đảo những người luyện võ bên dưới đều dõng dạc hô to, không người nào lùi bước, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Cách đó không xa. Tô Thương nhìn trùy tử kim ở trong tay của Phong Khê thiếu gia, trong ánh mắt lóe lên tia kiêng kỵ. 10 tên cao thủ ngoại vực này. Mỗi người đều mang theo một vật chí bảo trên người để chống lại điểm xấu. Do đó tên Phong Khê thiếu gia này cũng không phải là ngoại lệ, anh ta cũng có một miếng vảy rồng này chính là vật trên người của Viêm Long Tiên Đế, cũng xem như là đế khí của anh ta. Tô Thương tự lẩm bẩm nói, chỉ là không ngờ tới, những người khác đều mang theo bên mình, nhưng Viêm Long Tiên Đế vậy mà lại tiêu hao tinh lực nhiều như vậy để đem vảy rồng dung hòa vào vũ khí bản mệnh của Phong Khê thiếu gia. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa chính là Viêm Long Tiên Đế lại còn lấy ra 1/10 sức mạnh của mình để rót vào trùy tử kim này,
biến trụy tử kim này thành vật chí bảo cấp bậc chuẩn tiên đế. Tên Phong Khê thiếu gia này, rốt cuộc là có quan hệ gì với Viêm Long Tiên Đế? Viêm Long Tiên Đế sao lại coi trọng anh ta như vậy, vì anh ta mà tạo ra vật chí bảo cỡ này chứ? Tô Thương biểu cảm ngưng trọng, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may có tiền bối Ngô Thanh Ảnh thăm dò trước, nếu không mình thật đúng là giết không được anh ta, có khi còn bị anh ta đánh cho chạy trối chết. Nhưng mà, Tô Thương nở một nụ cười nhạo, bây giờ lại khác rồi, Phong Khê thiếu gia đã sử dụng đến trùy tử kim rồi, anh ta vốn dĩ cưỡng ép bản thân để sử dụng sức mạnh của trùy tử kim, anh ta vung trùy không được mấy lần thì sẽ tiêu hao hết linh khí của mình, sau đó sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Đến lúc đó, mình sẽ ra tay, Di Ba Tê chết anh ta dễ như trở bàn tay, cái chí bảo trùy tử kim chuẩn tiên đế này tự nhiên sẽ thuộc về mình rồi. Tô Thương khẽ cười, sau đó ánh mắt nhìn trùy tử kim vô cùng say mê, anh thầm nghĩ, dựa vào tình hình của tiền bối Ngô bây giờ thì chắc cũng ép Phong Khê thiếu gia ra đòn một, hai lần nữa. Có mình đứng chờ sẵn ở đây, tiền bối Ngô sẽ không có chuyện gì, đợi đến khi bà ấy không chịu được nữa thì mình lại ra tay cứu bà ấy, sau đó lại luyện chế ra một vài đan dược bồi bổ khí huyết, không lâu sau bà ấy có thể hồi phục lại như lúc đầu rồi, nói không chừng có khi còn tiến lên một bước nữa. Tô Thương tiếc hận nói, đáng tiếc, tháp hư không của mình bây giờ cũng xem như đế khí cấp bậc chuẩn tiên đế rồi, chỉ là linh tính của nó đã mất rồi, ngoài mình ra thì người khác không dùng nó được, cho dù là đã được sự cho phép của mình thì cũng không có cách gì dùng được. Nếu không tiền bối Ngô có trong tay tháp hư không thì sẽ không kém gì vũ khí của Phong Khê thiếu gia, đánh nhau có thể ung dung hơn một chút rồi. Tô Thương thầm nói. Anh sở dĩ vẫn chưa ra tay là vì vẫn luôn muốn biết con át chủ bài của Phong Khê thiếu gia. Bây giờ Phong Khê thiếu gia đã xuất ra con át chủ bài của mình rồi, chính là trùy tử kim, nhưng Tô Thương vẫn chưa tiện ra tay cho lắm. Bởi vì trong bóng tối vẫn còn ba luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, không hề yếu hơn so với Phong Khê thiếu gia, bọn họ vẫn đang tập trung quan sát. Tô Thương chỉ cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ chứ không có cách gì xác định được vị trí cụ thể của bọn họ. Bởi vậy, anh chỉ có thể tiếp tục chờ, để đối phương ra mặt trước, tránh để đến lúc đó ba người đột nhiên xông ra thì chính bản thân mình lại chịu thiệt. Lúc này, trên không trung, Ngô Thanh Ảnh tay không đỡ lấy đòn tấn công của trùy tử kim, cơ thể bà ấy bị đánh lùi ra xa mười mấy mét, trong lòng bàn tay bị nứt ra chảy máu. Nhưng Phong Khê thiếu gia thì ngược lại, mặc dù không có bị thương nhưng linh khí rõ ràng yếu đi một chút, ắt hẳn là hậu quả việc cưỡng ép sử dụng trùy tử kim. Ngô Thanh Ảnh, rất giỏi, bà thế mà lại đỡ được, nhưng mà một trùy tiếp theo đây, thì bà chắc không chịu nổi được nữa đâu. Phong Khê thiếu gia liên tục cười nhạo, rồi lập tức điều động sức mạnh, trầm giọng nói, một trùy này, được gọi là trời long đất lở. Vừa dứt lời. Phong Khê thiếu gia liền giơ cao cái chùy lên xông thẳng về phía Ngô Thanh Ảnh. Trò vặt vãnh. Ngô Thanh Ảnh vẫn đứng yên tại chỗ, cũng điều động sức mạnh của toàn thân, cái gậy của bà ấy đã bị gãy rồi, cho nên lần này bà ấy sẽ dùng hai tay để chống đỡ. Cùng với một âm thanh cực lớn vang lên, cơ thể Ngô Thanh Ảnh bị chùy tử kim đè hạ xuống. Phong Khê thiếu gia cầm chùy tử kim cứ thế đè xuống. Hai người ở trên trời cao. Đánh tới xuống mặt đất, cho đến khi cơ thể của Ngô Thanh Ảnh chỉ còn cách mặt đất nửa mét, mới dừng lại. Sau đó, Ngô Thanh Ảnh bất thình lình dùng sức đẩy Phong Khê thiếu gia văng ra, chính mình cũng phóng thẳng lại lên trời cao. Ha ha, một chùy tiếp theo nữa, gọi là kinh thiên biến. Phong Khê thiếu gia liên tục cười nhạo, đồng thời cũng phóng lên trời cao theo Ngô Thanh Ảnh, chùy tử kim trong tay anh ta ngưng tụ ra một luồng sức mạnh cực lớn. Đùng. Sau một giây, trời đất đều biến sắc, sét nổ ra từng tia liên tục, mây đen dày đặc. Ngô Thanh Ảnh không cam lòng yếu thế, bà ấy cũng điều động một lượng thật lớn chân khí, đương đầu với những tia sét kinh thiên của Phong Khê thiếu gia. Mặc dù bà ấy đã đỡ được nó, nhưng chính bản thân bà ấy cũng đã bị thương nặng. Dù sao đó cũng là chí bảo cấp bậc chuẩn tiên đế, trong khi đó bà ấy lại không có vũ khí. Đương nhiên không có cách gì đối chọi lại được với Phong Khê thiếu gia rồi. Tiền bối Ngô Thanh Ảnh, quạt thanh phong, cho bà mượn. Chính ngay lúc này, Quách Ý vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, đồng thời đem cái quạt của mình ném thẳng về phía Ngô Thanh Ảnh. Cái quạt này, uy thế này, vậy mà lại có khí tức của cấp bậc chuẩn tiên đế.
Phong Khê thiếu gia cảm nhận được sự mạnh mẽ của Quá Thanh Phong, vội vàng mở miệng nói, Sắc Phong, giờ còn chưa chịu ra tay thì còn chờ đến khi nào hả, ngăn cái quạt này lại. Phong Khê thiếu gia không dám sơ suất, anh ta sợ Ngô Thanh Ảnh có cái quạt này rồi thì sẽ trở thành mối uy hiếp của mình, thế là vội vàng hô to vào phía sau mình. Soạt. Ngay sau đó, một thanh niên mặc bộ trường bào màu đen, đột nhiên xuất hiện từ trong không trung, chân đạp hư không, bay về phía cái quạt, dự định ra tay đoạt lấy. Hừ, đợi anh cũng lâu rồi đấy. Tôi ném quạt Thanh Phong ra chính là muốn dụ anh ra. Quách Hí nở một nụ cười nhạo, sau đó động suy nghĩ một cái, quạt Thanh Phong liền tự động bay về trong lòng bàn tay của anh ấy. Sau đó, Quách Hí cầm trong tay quạt Thanh Phong bay lên giữa không trung, quanh thân anh tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, âm thầm truyền âm cho Tô Thương, cậu chủ, người này để tôi đối phó, trong bóng tối còn có hai người, anh chú ý nhiều hơn nhé, bọn họ chắc chắn không nhịn được nữa đâu, cục diện sau đó liền giao cho anh đến thu dọn. Tôi chỉ có thể cầm chân anh ta được một phút mà thôi. Quách Hí đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, đương nhiên sẽ nhìn ra được, trận va chạm vừa rồi, Ngô Thanh Ảnh không hề được lợi, thậm chí còn ở thế hạ phong. Nhưng điều này, hoàn toàn không đủ để anh ấy ra tay trước. Sở dĩ Quách Hí lấy quạt Thanh Phong, dẫn dụ cao thủ ngoại vực ẩn náu trong bóng tối ra ngoài, là vì, anh ấy đã đoán sơ sơ được có người dục dịch hành động, định phối hợp với Phong Khê thiếu gia để giết Ngô Thanh Ảnh. Đương nhiên, Quách Hí có thể đoán được điều này, không phải vì anh ấy mạnh hơn Tô Thương, mà chính là anh ấy tinh ý hơn Tô Thương thôi. Thay đổi góc độ suy nghĩ, nếu anh ấy là trợ thủ của Phong Khê thiếu gia, ẩn náu trong bóng tối, đương nhiên sẽ chấp lấy cơ hội này, ra một đòn chí mạng với Ngô Thanh Ảnh. Vì để phòng tránh chuyện ngoài ý muốn, nên Quách Hí mới quạt Thanh Phong làm mồi nhử, để ép đối phương ra ngoài. Nếu đối phương tiếp tục ẩn náu, vậy thì vừa hay, có thể đem quạt Thanh Phong đưa cho Ngô Thanh Ảnh mượn. Dựa vào thực lực của Ngô Thanh Ảnh, nếu có thêm quạt Thanh Phong, đối mặt với Phong Khê thiếu gia tuy nói không thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng cũng không đến mức phải rơi vào thế yếu như vậy. Bây giờ ba người đang ẩn náu trong bóng tối, đã ra ngoài một người, nên cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Quách Hí nắm giữ quạt Thanh Phong, nên vẫn đọ sức được với bọn chúng. Dù gì thì quạt Thanh Phong cũng có 1/10 năng lực chuẩn tiên đế. Tốt, vất vả cho anh rồi. Tô Thương gật gật đầu, truyền âm dặn dò, hành động cẩn thận, nếu anh cứ việc đối phó với anh ta, hai người kia, còn tình hình chiến đấu của tiền bối Ngô Thanh Ảnh bên kia, tôi sẽ thường xuyên chú ý đến, có biến gì tôi sẽ ra tay trước tiên. Tôi che giấu thực lực, hiện trường không ai có thể thấy được cảnh giới thực sự của tôi, tất nhiên có thể ra tay đánh thắng bất ngờ được. Tô Thương nhắc nhở một lần nữa nói, nếu anh cảm thấy mình không phải là đối thủ của đối phương, thì lui lại ngay lập tức, đừng có mạo hiểm. Vâng. Quách Hí lễ phép đáp, sau đó cầm quạt Thanh Phong trong tay, đứng vững vàng giữa không trung, ánh mắt dựng lại trên người chàng trai trẻ khoác hắc bào trên người. Thổ dân trái đất, anh cũng đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi sao? Lúc này, Sắc Phong mặc áo khoác đen, cũng nhìn về phía Quách Hí, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Không sai. Quách Hí dùng một mở quạt Thanh Phong ra đùng một cái, một tay để ở sau lưng, một tay thì nhẹ nhàng quạt, giọng điệu bình thản nói, người của ngoại vực, đối thủ của cậu là tôi. Trái đất có điểm xấu áp chế, làm sao anh? Sắc Phong nhìn chằm chằm quạt Thanh Phong trong tay Quách Hí, sực tỉnh nói, tôi hiểu rồi, chỉ cần có đồ vật cấp tiên đế, là có thể coi nhẹ điểm xấu, anh là vì có chiếc quạt Thanh Phong này, mới có thể thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh phải chứ? Từ đầu đến giờ Quách Hí vẫn duy trì phong thái nhàn nhã thong thả, từ tốn nói, đúng vậy. Hừ, tôi thấy cảnh giới của anh, còn chưa đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của tôi rồi. Sắc Phong khinh thường nói, nếu anh đã miễn cưỡng dùng quạt Thanh Phong, thì tôi cũng nắm chắc phần thắng 500 hiệp để xóa sổ anh. Thổ dân trái đất, bây giờ anh hãy ngoan ngoãn giao quạt Thanh Phong ra đây, rồi làm chó, đi theo tôi. Thì tôi có thể tha cho anh một mạng. Sắc Phong cười lạnh lùng nói, hy vọng anh có thể đưa ra một lựa chọn chính xác, đừng giống như Ngô Thanh Ảnh kia, đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp đâu. Sắc Phong là một trong 10 tên cao thủ siêu cường đến trái đất lần này, đương nhiên sẽ không phải kẻ tầm thường. Suy nghĩ của anh ta và Phong Khê thiếu gia
đúng là độc nhất vô nhị. Ở ngoại vực, bọn họ phải nghe theo sự sai khiến của Viêm Long Tiên Đế, bảo sao thì nghe vậy, không dám có tỉ mảy may nào vượt qua bổn phận, bất cần một cái, là sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng đến trái đất, trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi sự khống chế của Viêm Long Tiên Đế, đương nhiên bọn họ sẽ nảy sinh lòng dạ riêng. Nơi này của trái đất, đến cả Viêm Long Tiên Đế cũng không ngờ đến, tất nhiên là không đơn giản đâu. Sắc Phong là người hầu của Viêm Long Tiên Đế, dính lấy nhau như hình với bóng. Anh ta từng nghe Viêm Long Tiên Đế nhắc đến, hơn 5.000 năm trước, trái đất xuất hiện cao thủ siêu cường vượt qua cả cảnh giới tiên đế, hơn nữa còn không phải là một người. Phải biết rằng, có vô số tinh vực mênh mông bát ngát không đếm nổi, những tinh vực đó, từ trước đến nay chưa từng có sự tồn tại của cao thủ siêu cường vượt qua cảnh giới tiên đế. Đến mức còn có một câu nói lưu truyền rằng, hệ thống tu chân đến cảnh giới tiên đế thì sẽ chấm dứt, không ai có thể tiến thêm bước nữa được. Mà cảnh giới tiên đế, cũng không tồn tại vĩnh viễn, chỉ có bước vào cảnh giới như trong câu nói lưu truyền kia, mới có thể có được sự bất tử. Cho nên, vũ trụ mênh mông, không đếm xuể các thủ tu chân siêu cường, vì đạo lý mơ hồ của tiên đế, nên đã vất vả tìm tòi, nghiên cứu, nhưng đáng tiếc cũng chẳng làm nên được việc gì. Nhưng trong một lần vô tình, Viêm Long Tiên Đế đã phát hiện ra một loại năng lượng thần bí, do đó mới suy đoán trái đất từng sinh ra người bất tử trên cấp tiên đế. Nhưng không biết tại sao, những người bất tử đó lại biến mất một cách không có dấu vết. Thế là, Viêm Long Tiên Đế bắt đầu âm thầm thăm dò trái đất, nhưng khổ nỗi trái đất có trận pháp bảo vệ, chân thân của anh ta không cách nào có thể khỏe khoắn bình thường được. Hơn 2.000 năm trước, Viêm Long Tiên Đế nắm giữ cánh cổng thời không, bước vào trái đất, nhưng có rất nhiều cấm địa, khiến anh ta không thể vào thăm dò được. Không có cách nào khác, Viêm Long Tiên Đế đành phải bí mật quan sát trái đất, dần dần tìm hiểu tinh vực thần bí này. Lúc đó trái đất, giống như xuất hiện sự nứt vỡ của các địa tầng, nên không có sự tồn tại của thực sự của cấp tiên đế, mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế thôi. Cảnh giới chuẩn tiên đế, dựa vào thủ đoạn của Viêm Long, cộng thêm với vật chí bảo cánh cổng thời không, đương nhiên có thể đối phó được. Tất nhiên, đây là cảnh giới chuẩn tiên đế, dưới tình hình không liên thủ. Nếu mấy chục tên cảnh giới chuẩn tiên đế trên trái đất, cùng nhau ra tay, thì Viêm Long cũng không thể dễ dàng đối phó được, nên cần phải tạm thời né tránh sự nguy hiểm này đã. Nhưng cũng may, Viêm Long Tiên Đế có cánh cổng thời không, trong nháy mắt có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên trái đất. Anh ta lợi dụng điều này, để ra tay bất ngờ, đánh bại từng tên cảnh giới chuẩn tiên đế ở trái đất, thì mới có thể khống chế trái đất thêm mấy trăm năm nữa. Khi đó, cảnh giới chuẩn tiên đế ở trái đất sẽ lưu lạc ở khắp nơi, đều phải bế quan tu luyện, không thể tập hợp lại được, bọn họ cũng không nghĩ tới, sẽ có cao thủ ngoại địa đến, vì vậy sẽ thất bại thảm hại. Mục đích của Viêm Long Tiên Đế, là vì nghiên cứu trái đất, nghiên cứu người tu chân của trái đất, cho nên cũng không giết người có cảnh giới chuẩn tiên đế của trái đất, mà chính là đưa bọn họ đến ngoại vực. Ở ngoại vực, Viêm Long Tiên Đế là cảnh giới tiên đế chân chính, có được sức mạnh thần kỳ vô hạn, đương nhiên có thể phá nát những tên cảnh giới chuẩn tiên đế của trái đất. Cho dù mười mấy tên cảnh giới chuẩn tiên đế của trái đất liên thủ, cũng không phải là kẻ địch của Viêm Long Tiên Đế. Cho nên, đã về đến ngoại vực, Viêm Long Tiên Đế cũng không kiêng kỵ cảnh giới chuẩn tiên đế. Những việc ngang ngược của Viêm Long Tiên Đế ở trái đất, đã bị Vu Bạch Ngọc và Thác Bạt Bồ Tát biết rồi. Hai vị tiên đế này cũng có ý định vào trái đất, nhưng đáng tiếc, người tu chân của trái đất đã đối phó lại. Hơn nữa có người còn tổ chức cao thủ siêu cường của trái đất lại, dùng sức người bảo vệ trái đất, tăng cường lực lượng để bảo vệ trận pháp, đến nỗi Bạch Ngọc Tiên Đế và Thác Bạt Tiên Đế cũng không thể nào tiến vào trái đất được. Đương nhiên, Viêm Long Tiên Đế có thể rời khỏi trái đất, nhưng anh ta lại không đi, mà lại ẩn náu ở trái đất, bí mật quan sát, tìm kiếm vật chí bảo. Nhưng tất cả đã bị một người tu chân ở trái đất tên là Huyết Ma cắt đứt rồi. Tên Huyết Ma kia ở ngoại vực, thành công đạt được cảnh giới chuẩn tiên đế, thêm cả bí thuật bạo huyết, dĩ nhiên đã khiến Viêm Long Tiên Đế dao động. Viêm Long Tiên Đế tuy đã giết được hết, nhưng bản thân lại bị thương nặng, sức chiến đấu giảm đi nhiều, 100% cũng không còn nổi một. Hơn nữa, Viêm Long Tiên Đế cũng biết, trái đất còn có mấy tên cao thủ cảnh giới chuẩn tiên đế.
Khi chưa bị thương, Viêm Long Tiên Đế không hề sợ, cho dù mấy tên cảnh giới chuẩn tiên đế đó liên thủ lại, thì anh ta cũng có thể đối phó được. Nhưng bị thương nặng rồi, Viêm Long Tiên Đế lại không đối phó được, bản thân anh ta biết không có cách nào chống lại được bọn chúng, nên đã rời khỏi trái đất ngay. Anh ta cũng biết, rời khỏi trái đất lần này, nếu lần sau muốn vào lại, sẽ khó như lên trời. Nhưng không có cách nào khác, Viêm Long Tiên Đế đã bị thương nặng, nếu ở lại trái đất thì quá nguy hiểm. Sắc Phong nhớ rõ, sau khi Viêm Long Tiên Đế trở về ngoại vực, đã vô cùng hối hận, sau đó còn nói, có mấy chỗ cấm địa, anh ta đã nghiên cứu được khá ổn thỏa rồi, cho anh ta thêm 100 năm nữa, chắc chắn có thể vào lại được. Quan trọng nhất chính là, Viêm Long Tiên Đế nói, bên trong những cấm địa kia, chắc chắn có vật chí bảo vô cùng mạnh, có lẽ còn có manh mối của người bất tử. Ký ức của Sắc Phong đối với điều này, vẫn còn chưa phai. Bây giờ, anh ta đến trái đất, mà Viêm Long Tiên Đế lại không có cách nào vào được, đây không phải là một cơ hội tốt hay sao? Sắc Phong đã tính toán được từ lâu rồi, bản thân anh ta sẽ phát triển, trưởng thành dần dần ở trái đất. Trở lại cảnh giới hóa thần, đặt chân đến cảnh giới độ kiếp, rồi tiến lên cảnh giới chuẩn tiên đế, cuối cùng là thăng cấp trở thành tiên đế. Thậm chí, anh ta còn muốn đến những cấm địa kia, nói không chừng có thể trở thành người bất tử, đến lúc đó, nếu quay về ngoại vực, thì Viêm Long Tiên Đế là cái thá gì chứ? Nếu đã quyết định phát triển lâu dài ở trái đất, Sắc Phong bắt buộc phải có thế lực thuộc về riêng mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cao thủ Nguyên Anh Quách Hí này. Dù sao trái đất bây giờ, bởi vì linh khí cạn kiệt và có điểm xấu áp chế, nên Nguyên Anh cũng đã được coi là cao thủ siêu cường đứng đầu rồi. Trừ anh ấy ra, trái đất vẫn còn có cao thủ ngoại vực, nếu Sắc Phong có thể lôi kéo được Quách Hí có quạt thanh phong, thì tất nhiên địa vị cũng sẽ lớn theo. Anh sẽ không giết tôi chứ? Quách Hí nghe thấy thế, dường như có chút dao động, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó liền đề phòng nói, vừa rồi, cậu gọi tôi là thổ dân trái đất, vô cùng khinh thường tôi, làm sao mà tôi biết được cậu có đang lừa tôi hay không, sau khi có được quạt thanh phong, lỡ như cậu lại lật lọng thì phải làm sao đây? Ha ha! Sắc Phong nhìn thấy nét mặt của Quách Hí, lại nghe được ý kiến của Quách Hí, bỗng mừng rỡ, cam kết nói, anh yên tâm đi, tôi có thể thề, nếu lật lọng, thì ông trời sẽ đánh tôi 5 trận thiên lôi. Lời thề của người tu chân, không thể vi phạm, nếu không sẽ có tâm ma, điều này chắc anh cũng rõ. Sắc Phong cười nói, bây giờ, anh có thể lựa chọn tin tưởng tôi rồi chứ? Quách Hí càng thêm dao động, nhưng nhìn qua chiếc quạt thanh phong trong tay một cái, lưu luyến không nỡ nói, tôi vốn dĩ là một tên tán tu, không có môn phái, tất cả là dựa vào chiếc quạt thanh phong này, mới có được thành tựu như hôm nay, lấy nó làm đầu danh trạng, tôi, không nỡ. Hiểu theo nghĩa đơn giản là cắt đứt khả năng để người nào đó có thể trở mặt với mình và theo về phía bên kia. Ta có thể hiểu. Sắc Phong khẽ cười nói, nhưng tôi chỉ mượn dùng chút thôi, đợi tôi với anh ký khế ước linh hồn rồi, không lâu sau, tôi sẽ đem trả nó cho anh. Tôi nhìn ra được, anh có được quạt thanh phong, nên thực lực cũng không yếu, dù tôi đánh bại anh, thì buộc phải bỏ ra một số thứ. Sắc Phong nói tiếp, nếu anh đi theo tôi, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi anh, chỉ khi thực lực của anh mạnh rồi, mới có tác dụng càng lớn đối với tôi. Cái này, dường như Quách Hí cũng muốn đồng ý, nhưng lại có chút chần chừ do dự, trong mắt tràn đầy lòng tham, nếu tôi đi theo cậu, thì cậu có thể cho tôi những lợi ích gì, có thể khiến tôi thăng cấp đến cảnh giới hóa thần không? Ha ha, đương nhiên là có thể rồi. Sắc Phong cam kết, sau khi đến trái đất anh là thuộc hạ đầu tiên của tôi, tất nhiên sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của tôi, sao tôi có thể bạc đãi anh được? Chúng ta mở môn phái ở trái đất, sử dụng vô số tài nguyên, có mỗi cảnh giới hóa thần thôi thì là cái thá gì, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Quách Hí cũng khẽ gật đầu, nghiến răng nói, tôi đồng ý đi theo cậu, cậu chủ. Vừa nói xong, Quách Hí cúi xuống đất, hai tay dâng quạt thanh phong lên, quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt tràn đầy sự lễ phép, rõ ràng là muốn đưa quạt thanh phong cho Sắc Phong. Ha ha ha, được đấy, người hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, từ giờ trở đi, anh chính là thuộc hạ của tôi. Sắc Phong cũng cúi xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Quách Hí, khẽ cười nói, anh tên là gì? Thuộc hạ tên Quách Hí.
Quách Ý lễ phép đáp lại. Quách Ý, tôi nhớ rồi. Sắc Phong khẽ gật đầu, hai tay lập tức co lại, rất nhanh đã ngưng tụ ra một linh khế ước linh hồn, đưa tới trước mặt Quách Ý, mở miệng nói ký vào khế ước linh hồn đi. Nói xong, Sắc Phong liền đưa tay lấy quạt thanh phong đi, không hề phòng bị gì với Quách Ý. Bởi vì, anh ta thấy, Quách Ý đã cậy nhờ mình, khế ước linh hồn cũng đã chuẩn bị xong. Đối mặt với thuộc hạ của mình, lại còn chuẩn bị ký kết khế ước linh hồn, đương nhiên Sắc Phong sẽ không có cảnh giác, trong lòng tràn đầy sự vui sướng cầm lấy quạt thanh phong. Vâng, cậu chủ, thuộc hạ sẽ ký khế ước này ngay. Quách Ý khúm na khúm núm đáp, không dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lễ phép. Nhưng không ngờ rằng, lúc này khóe miệng Quách Ý nhếch lên, để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng sắc bén hơn. Chấm. Đợi bàn tay của Sắc Phong, khi sắp cầm lấy quạt thanh phong, thì đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, tập sát về phía Sắc Phong. Vèo. Trong chốc lát, Sắc Phong bị quạt thanh phong làm cho bị thương, trực tiếp bị đánh ngã bay ra ngoài, cánh tay không ngừng chảy máu ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, Quách Ý vùng dậy, thừa thắng xông lên, đánh ra một đòn sóng khí mạnh, đánh thẳng vào chỗ hiểm của Sắc Phong. A! Sắc Phong hét lên một tiếng đau thảm thiết, cơ thể nhanh chóng lùi lại, né đòn sóng khí của quạt thanh phong. Nhưng tốc độ của anh ta không thể nào nhanh hơn luồng sóng khí này được, bất đắc dĩ, Sắc Phong đành phải dùng cánh tay không bị thương để chống cự lại. Một tiếng vang qua đi, cơ thể của Sắc Phong lại bị đẩy lùi về sau hơn nữa, phải lùi về sau khoảng hơn 10 mét, mới dùng lại. Phịch! Tình cảnh này đã khiến hiện trường xôn xao hết lên, tất cả mọi người mừng rỡ mãi không thôi, thậm chí có người cười ra tiếng. Ha ha ha, tên Quách Ý này, giả vờ đầu hàng địch, lật mặt như trở bàn tay ấy, làm tốt lắm. Quách Ý, người này lai lịch gì, mà lại đặt chân lên cảnh giới Nguyên Anh vậy? Trước kia tôi chưa từng nghe nói đến. Nghe bọn họ bàn tán, quạt thanh phong trong tay Quách Ý, là vật chí bảo chứa uy thế đế khí của cảnh giới chuẩn tiên đế đấy, xem ra trái đất không đơn giản như vậy đâu. Ha ha, tốt quá rồi, chúng ta không phải là không có lực đánh trả, cuối cùng cũng có người thay thế tiền bối Ngô Thanh Ảnh rồi. Đừng vui mừng quá sớm, 10 tên cao thủ ở ngoại vực, bây giờ mới xuất hiện được 2 người. Cũng không biết bên chúng ta có cao thủ đồng cấp khác hay không. Chấm chấm chấm. Quách Ý. Lúc này, Thiên Niên Sát và 8 vị phong chủ khác, đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Thiên Niên Sát kinh ngạc nói, không ngờ cậu thanh niên bình thường không có gì đặc biệt này, lại là cảnh giới Nguyên Anh, lúc trước tôi còn tưởng cậu ta chỉ là người bình thường, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Cảnh giới Nguyên Anh, có thêm quạt lông vũ trí bảo, thì có thể chống lại được tất cả các cao thủ cảnh giới Nguyên Ảnh đỉnh phong ở ngoại vực. Phan Châu Đan đứng bên cạnh khiếp sợ cực kỳ, rồi nhìn về phía Tô Thương, lại càng kinh hãi hơn nói, kiểu người này, xưng với Tô Thiếu Gia là cậu chủ, còn nữa, ông chủ Nam Cung Dận của gia tộc Nam Cung cũng gọi Tô Thiếu Gia là cậu chủ, Tô Thiếu Gia, rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Mấy phong chủ xung quanh, bao gồm cả Thiên Niên Sát, nghe nói như vậy thì đều nhìn không được mà nhìn về phía Tô Thương. Trong mắt tràn ngập sự tò mò. Tô Thương, hình như cậu rất tự tin thì phải, cậu hãy nói thật cho tôi biết hôm nay cậu đặt chân vào cảnh giới nào. Thiên Niên Sát kìm lòng hỏi. Ông nội Thiên, ông cứ xem trận chiến đi, lát nữa rồi ông sẽ biết thôi. Anh ấy nở một nụ cười, không trả lời câu hỏi của Thiên Niên Sát, mà nhìn về phía Quách Ý và Sắc Phong, đồng thời mở ra thần thức cảnh giác quan sát xung quanh. Ngay tại thời điểm này. Đáng chết! Sau khi Sắc Phong ổn định cơ thể, anh ta vô cùng tức giận nói, người trái đất kia, sao anh lại dám đùa giỡn tôi? Phải thì như thế nào? Quách Ý cầm quạt lông trong tay, cả người thế trần thoát tục, nhẹ nhàng cười nói, bây giờ cánh tay của anh đã bị tôi phế mất một bên rồi, đối đầu với anh thì tôi lại càng nắm chắc phần thắng hơn. A! À, Sắc Phong nhìn chằm chằm Quách Ý, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, tôi muốn gì ba tê chết anh, phanh thây anh ra thành trăm mảnh để rửa nỗi oán hận trong lòng tôi. Vậy trước hết thì thu lại khế ước linh hồn của anh đi, ha ha. Quách Ý cố tình chọc giận Sắc Phong. Sắc Phong nhớ tới hành động lúc trước của mình, giống như một tên ngốc to xác vậy, nhất thời lửa giận bừng lên, giơ tay đánh tan bản khế ước linh hồn. Chịu chết đi.
Ngay sau đó, Sắc Phong không hề do dự, sát ý ngập trời xông về phía Quách Ý. Quách Ý trở nên nghiêm túc, điều khiển quạt thanh phong bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống, sau đó chợt quạt ra một làn sóng không khí khủng bố. Còn Sắc Phong thì ngưng tụ tạo ra một tấm chắn bảo vệ, đồng thời cũng phóng lên trời. Mặc dù khó khăn, nhưng vẫn gắng gượng nghênh đón đòn tấn công của quạt thanh phong, áp sát Quách Ý. Anh ta đã nhìn ra, chiếc quạt thanh phong trong tay Quách Ý là chỗ dựa lớn nhất. Mà có lẽ bản lĩnh nhất của quạt thanh phong là có thể quạt ra luồng sóng không khí này. Cho nên Sắc Phong mới có thể kiên trì xông lên, muốn chiến đấu ở khoảng cách gần. Nhưng Quách Ý lại không để cho anh ta đạt được ý muốn, bóng người của anh ta chợt lóe, lần thứ hai kéo dài khoảng cách với Sắc Phong, sau đó vung quạt thanh phong. Lúc này đây, Sắc Phong nghiêng người né tránh, sau đó đuổi đánh Quách Ý. Cứ như vậy, hai người đuổi nhau ở trên không trung. Quách Ý sau mỗi lần vung chiếc quạt thanh phong thì đều sẽ nhanh chóng đổi sang một vị trí khác, lần thứ hai vung quạt, Sắc Phong không ngừng đuổi theo nhưng lại không chạm tới được Quách Ý. Rằng có chiến đấu, cứ đánh nhau như vậy, đương nhiên trong thời gian ngắn không thể phân được thắng bại. Phía bên kia, cuộc chiến giữa Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê Thiếu Gia vẫn đang diễn ra. Phong Khê Thiếu Gia sau khi cầm chùy tử kim trong tay, toàn bộ quá trình chiến đấu đều chèn ép Ngô Thanh Ảnh, đánh cho Ngô Thanh Ảnh tháo chạy liên tục. Thế nhưng, Ngô Thanh Ảnh dưới tình trạng tràn đầy khí huyết mặc dù đang ở thế bị động, nhưng cũng không đến mức thất bại. Có điều, bây giờ đã hơn 4 phút trôi qua, rất nhanh trạng thái này của Ngô Thanh Ảnh đã kết thúc, đến lúc đó chắc chắn sẽ bại trận, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại, mặc dù Phong Khê Thiếu Gia mạnh mẽ điều khiển chùy tử kim, bị nó cắn trả, nhưng vẫn còn trong phạm vi khống chế được, có điều sắc mặt đã tái nhợt đi đôi chút, linh khí trong cơ thể tiêu hao nhiều quá mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể áp chế được Ngô Thanh Ảnh, đợi sau khi đánh bại bà ấy, anh ta dùng mấy viên đan dược, rồi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là đã có thể khôi phục lại đỉnh phong. Ngô Thanh Ảnh, tôi thấy bà đã là suy yếu rồi, chắc có lẽ trạng thái khí huyết đỉnh phong đã không duy trì được đâu nhỉ. Lúc này, Phong Khê Thiếu Gia cười khẩy nói, bây giờ, bà có thể chết được rồi đó. Tôi dùng chiêu thức mạnh nhất của tôi để đánh bại bà, như thế cũng đủ giữ thể diện cho bà lắm rồi. Phong Khê Thiếu Gia liên tục cười khẩy. Sau đó giơ chùy tử kim lên, chậm rãi phun ra hai chữ kinh. Lôi. Vừa dứt lời thì cũng là lúc chùy tử kim đánh xuống. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong mây đen sấm sét cuồn cuộn, rung động ầm ầm, khí thế ngút trời. Ngay sau đó, sấm sét trên cửu thiên bám vào chùy tử kim, đồng thời đánh giết Ngô Thanh Ảnh. Một chùy này, thứ dẫn động chính là sấm sét gần giống với khi cảnh giới Nguyên Anh đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Đối mặt với uy thế của lôi kiếp, tôi chỉ có thể sử dụng một lần. Ngô Thanh Ảnh, bà nhất định sẽ chết dưới kinh lôi, ha ha ha. Phong Khê Thiếu Gia không kéo dài thời gian nữa, tình huống của anh ta cũng không lạc quan mấy, bởi vậy anh ta đã quyết định đánh một đòn quyết định. Ngô Thanh Ảnh thấy vậy nhưng cũng không hề hoang mang, bà ấy đứng tại chỗ cử động hai tay ngưng tụ sức mạnh. Ngô tiền bối, tôi là Tô Thương, một chiêu này có uy lực rất mạnh. Nhưng nếu tôi hy sinh tháp hư không, lấy thương tổn làm đại giới, chắc là có thể tiếp tục. Tô Thương cảm giác được sức mạnh kinh khủng của kinh lôi, lập tức âm thầm truyền âm nói, cần tôi ra tay không? Không cần đâu. Nhưng Ngô Thanh Ảnh lại từ chối nói, cái thân già này của tôi đã là đèn cạn dầu rồi, dồn hết sức đánh ra một đòn cũng có thể đỡ được, nhưng có điều chỉ sợ sau đó sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng mà cũng không sao cả. Bởi vì với tình hình này của tôi cũng đã không còn duy trì được nữa, cứ để tôi phát huy giá trị cuối cùng vậy. Sau lần chạm trán này, xác suất lớn là tôi sẽ hôn mê ngã xuống phía dưới, cậu không cần để ý đến tôi, cũng không cần cứu tôi đâu, vì tôi đã là cơ thể vô dụng. Ngô Thanh Ảnh nhắc nhở, trong bóng tối vẫn còn có hai người, sức mạnh yếu hơn Phong Khê Thiếu Gia một chút, nhưng nếu hai người bọn họ hợp sức với nhau thì không thể khinh thường, cậu cứ để ý kỹ hai người bọn họ là được. Tấn công bất ngờ thì chúng ta còn có cơ hội thắng, không cần phải mạo hiểm chịu kinh lôi thay tôi. Nếu cậu lộ diện, đối đầu trực diện với bọn họ, vậy thì xác suất giành được phần thắng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Rõ ràng Ngô Thanh Ảnh cũng nhận ra được có người ẩn nấp trong bóng tối. Được. Tô Thường khẽ gật đầu,
nghiêm túc truyền âm nói, tôi nhất định sẽ không khiến cho tiền bối thất vọng. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dồn nén sức mạnh lên mức cao nhất, dùng lượng sức mạnh cuối cùng của mình ngưng tụ tạo ra một lá chắn bảo vệ chính mình. Ngay sau đó, kinh lôi cũng đã tấn công tới, chùy tử kim nặng vô cùng, kéo theo sấm sét nặng nề đánh tới, với mong muốn đánh tan lá chắn bảo vệ của Ngô Thanh Ảnh. Nhưng đáng tiếc làm sao, dù sao thì Ngô Thanh Ảnh cũng là võ thánh đỉnh phong, là đệ nhất giới luyện võ cổ đại, thực lực mạnh biết nhường nào, cho nên đã gắng ương chống đỡ được. Khoảng mười mấy giây trôi qua, chùy tử kim trở về tay không. Mây đen trên bầu trời cũng tản đi, sấm sét cũng theo đó mà biến mất. Phong Khê thiếu gia bởi vì xuất ra quá nhiều sức mạnh mà linh khí gần như hao hết, không thể nào tiếp tục đứng ở trên cao nữa, mà chậm rãi rơi xuống mặt đất. Phụt! Thế mà lại chặn được. Phong Khê thiếu gia phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn còn sức mạnh để cầm chùy tử kim, trên mặt lộ ra một tia giật mình, thế nhưng sau đó anh ta lại cười lạnh nói, ha ha, mặc dù đỡ được thì đã thế nào, bà đã là đèn khô cạn dầu rồi, chắc chắn sẽ chết thôi. Nói xong, anh ta lập tức nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh đang đứng trên cao. Mọi người đang có mặt ở đấy cũng như thế, hơn trăm ngàn đôi mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh, tất cả mọi người đều nín thở tập trung, xung quanh trở nên một mảnh yên tĩnh. Trên không trung, Ngô Thanh Ảnh không hề hộc máu, nhưng bà ấy lại già nua đi đôi chút, trên mặt trải rộng nếp nhăn, đôi môi khô héo, thân thể không có sức lực lắc lư qua lại. Mặc dù bà ấy muốn giữ vững cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn không trụ nổi, bất tỉnh rơi từ trên cao xuống. Giờ khắc này, trái tim của tất cả các người luyện võ cổ đại đều thắt chặt. Ngô Thanh Ảnh, đệ nhất giới luyện võ cổ đại, cứ như vậy mà kết thúc sao? Ha ha, lão già kia vẫn còn thoi thóp ư, vậy thì cứ để tôi tiễn bà một đoạn đường cuối cùng vậy. Phong Khê thiếu gia thấy vậy, thừa dịp Ngô Thanh Ảnh còn chưa rơi xuống đất. Anh ta đã cầm chùy tử kim trong tay bay lên trời, định di ba tê chết bà ấy bằng một đòn. Phong Khê, người này cứ giao cho tôi đi, tôi rất có hứng thú với chân khí của bà ta. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đỏ từ trong bóng tối vọt ra, chợt bay về phía Ngô Thanh Ảnh. Đây là một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ, đôi môi đỏ mọng như lửa, ngón tay nhỏ dài, móng tay màu đen. Gương mặt của cô ta vô cùng tinh xảo. Lại lộ ra một tia xinh đẹp, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Xích Hồng Nguyệt, một trong 10 cường giả ngoại vực ghé đến trái đất, công pháp tu luyện vô cùng kỳ lạ, có thể hấp thụ linh khí của người khác làm thành của mình, tăng cường sức mạnh. Tư chất của Xích Hồng Nguyệt cũng không tính là quá tốt, nhưng quan hệ của cô ta với Viêm Long Tiên Đế lại không hề tầm thường. Viêm Long Tiên Đế vô cùng cưng chiều cô ta, dung túng cô ta bằng mọi giá. Có người đoán rằng Xích Hồng Nguyệt là một trong những người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, thường xuyên tự do ra vào cung điện của Viêm Long Tiên Đế. Bởi vì do được Viêm Long Tiên Đế quan tâm mà Xích Hồng Nguyệt mới có thể có được sức mạnh như bây giờ. Cô ta là một trong 10 cường giả ngoại vực, có tuổi nhỏ nhất, vẻ ngoài cũng rất tương đồng với tuổi tác, cũng chỉ 20-30 tuổi. Tuổi tác như vậy mà đã có thể đặt chân vào cảnh giới hóa thần, ở ngoại vực cũng đã là cao thủ đứng đầu. Tác phong làm việc của Xích Hồng Nguyệt vô cùng kiêu ngạo, ở ngoại vực vô cùng ngang ngược, khiến cho cả thiên hạ đều căm ghét cô ta. Từng có đợt cô ta xảy ra tranh chấp với một cô vợ lẽ của cường giả cảnh giới chuẩn đế, mà đã thẳng tay di ba tê chết người ta. Tên chuẩn đế kia nổi giận, hợp sức với mấy chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí còn không tiếc bỏ ra một viên đan dược kinh thiên, mời một vị tiên đế chân chính để cùng nhau đến gây áp lực với Viêm Long Tiên Đế. Muốn Viêm Long Tiên Đế trừng phạt Xích Hồng Nguyệt. Theo bọn họ thấy, Xích Hồng Nguyệt chỉ là một món đồ chơi mà thôi, Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ không vì một món đồ chơi mà lựa chọn trở mặt với bọn họ. Nhưng kết quả là bọn họ đã sai hoàn toàn. Viêm Long Tiên Đế không hề do dự, dứt khoát ra tay xóa sổ toàn bộ những người đó, không tha cho một người không. Bởi vậy, mọi người đã có thể nhận thấy được địa vị của Xích Hồng Nguyệt trong lòng Viêm Long Tiên Đế. Lần này đến trái đất, vốn dĩ Viêm Long Tiên Đế không muốn để Xích Hồng Nguyệt tham dự, vì dù sao trái đất cũng không đơn giản, chồng chất những nguy hiểm, 10 người này đều là đứa con trai bị Viêm Long Tiên Đế vứt bỏ, dùng để bước ra vị trí chuẩn đế của trái đất. Nhưng Xích Hồng Nguyệt lại nhất quyết muốn đi một lần,
cho nên Viêm Long Tiên Đế không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Huống hồ gì? Viêm Long Tiên Đế cũng đã chuẩn bị đường để xoay sở, bản thân anh ra không lâu sau sẽ lấy trạng thái toàn thịnh mà tiến vào trái đất, đến lúc đó sẽ có thể bảo vệ được Xích Hồng Nguyệt. Nói tóm lại, địa vị của Xích Hồng Nguyệt là cao nhất trong 10 người, chuyện đó không thể nghi ngờ. Được, giao cho cô. Phong Khê thiếu gia nhìn thấy Xích Hồng Nguyệt xuất hiện, anh ta suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng là lùi xuống giao cho cô ta. Với tình trạng trước bây giờ của anh ta cũng không tiện xảy ra tranh chấp với Xích Hồng Nguyệt. Hơn nữa, Ngô Thanh Ảnh đã là người sắp chết, mà Phong Khê thiếu gia lại không có công pháp tu luyện hấp thụ năng lượng của người khác, cho nên Ngô Thanh Ảnh đối với anh ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì như thế, chỉ bằng cứ đồng ý với Xích Hồng Nguyệt, như thế còn có thể nhận được một ân huệ. Ha ha! Xích Hồng Nguyệt, thật ngại quá, tôi cũng muốn Ngô Thanh Ảnh này. Nhưng đúng lúc này, lại có một người từ trong bóng tối bay ra, đi thẳng tới chỗ Xích Hồng Nguyệt. Người này dáng người cao lớn vạm vỡ, giống như một ngọn núi nhỏ, đạp trên không trung đi đến, mang theo uy thế khổng lồ. Anh ta tên là Khuê Long, là cùng một tộc với Viêm Long Tiên Đế, bản thể là một con rồng, nằm ngang chính là một dãy núi. Sau khi hóa thành hình người đã chuyện tâm tu luyện thân thể đã sở hữu sức mạnh vô định, bất khả chiến bại. Mặc dù đến trái đất thì cảnh giới đã bị áp chế, nhưng sức chiến đấu của anh ta lại không hề yếu hơn Phong Khê thiếu gia. Thế nhưng, đây là với điều kiện khi Phong Khê thiếu gia không có chùy tử kim. Nếu như Phong Khê thiếu gia dùng đến chùy tử kim, thì Khuê Long đã không còn là đối thủ của anh ta. Bởi vì trong chùy tử kim có ẩn chứa vảy rồng của Viêm Long Tiên Đế, còn có 1/10 sức mạnh của pháp khí tiên đế, hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của Khuê Long. Khuê Long sớm đã biết điều đó, biết được chùy tử kim của Phong Khê thiếu gia đã được Viêm Long Tiên Đế sửa lại. Anh ta cũng hiểu được, đây chính là cách mà Viêm Long Tiên Đế dùng để ngăn chặn mình. Nếu không, bản thân anh ta chính là người mạnh nhất trong 10 người này, không ai có thể kìm hãm được. Bây giờ Phong Khê thiếu gia có chùy tử kim, có thể áp chế được Khuê Long để khiến cho Khuê Long không nảy sinh những suy nghĩ gian dối. Mà bản thân Phong Khê thiếu gia thì cũng không thể nào sử dụng chùy tử kim nhiều lần được, cũng không dám khinh suất, nếu không đến lúc hao hết linh khí thì anh ta sẽ chẳng đánh thắng nổi ai. Ngay tại thời điểm này, ba người ẩn nấp trong bóng tối đã lộ diện hoàn toàn, theo thứ tự là Sắc Phong, Xích Hồng Nguyệt và Khuê Long. Cộng thêm Phong Khê thiếu gia, tổng cộng là có 4 người. 4 người cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, đủ để diệt trừ hết tất cả mọi người ở núi Cửu Phong. Những người luyện võ cổ đại đang có mặt ở đây thấy vậy thì ai nấy cũng đều lộ ra vẻ khó xử và lo lắng sợ hãi. Hai tên cao thủ ngoại vực cũng đã khó chơi rồi, mà bây giờ lại xuất hiện thêm 2 người nữa, giới luyện võ cổ đại sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Bên dưới, Thiên Niên Sát không hề để ý nhiều thứ như vậy, ông ấy nhìn thấy vợ của mình bị thương nặng hôn mê từ trên cao rơi xuống, ông ấy lập tức bay lên trời, đỡ được Ngô Thanh Ảnh. Xích Hồng Nguyệt và Khuê Long đương nhiên cũng chú ý tới, nhưng hai người không ai không ngăn cản cả. Ngay tại thời điểm này, Xích Hồng Nguyệt và Khuê Long đối diện nhau giằng co, xung quanh cơ thể hai người đều tản ra hơi thở lạnh thấu xương. Khuê Long, anh có ý gì? Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, bà già này có công dụng đối với tôi, anh muốn bà ta nhưng lại không chiếm được lợi ích nào, vậy tại sao lại muốn tranh với tôi? Ha ha! Khuê Long nhẹ nhàng cười nói, không có ý gì cả, tôi chỉ là không muốn nhìn cô trở nên mạnh mẽ mà thôi. Mặc dù chân khí và linh khí khác biệt, nhưng cả hai đều là năng lượng. Bà già này đã đặt chân vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong, thậm chí còn có thể không phân cao thấp với Phong Khê cầm chùy tử kim trong tay, có thể thấy chân khí trong cơ thể rất to lớn, tính toán một chút, không chừng sẽ không thấp hơn cảnh giới hóa thần sơ kỳ đâu. Sau khi cô đi đến trái đất đã hấp thụ linh khí của vài tên tu chân cảnh giới giả đan rồi, nếu như cô lại hấp thụ năng lượng của bà ta, thì xác suất lớn là cô có thể khôi phục đến cảnh giới hóa thần đúng chứ? Khuê Long nói tiếp, nếu như cô bước chân vào cảnh giới hóa thần, vậy trái đất này còn có chỗ cho chúng tôi sao? Cho nên, tôi không thể để cho cô đạt được ý muốn của cô được. Tất cả mọi người đều là Nguyên Anh đỉnh phong đã rất tốt rồi, cô cần gì phải đi một bước lớn như vậy? Phá vỡ cân bằng của đôi bên. Khuê Long khẽ cười nói.
Anh nói đúng thế thì đã thế nào, Khuê Long, anh đừng quên quan hệ giữa tôi và Viêm Long Tiên Đế. Xích Hồng Nguyệt cáo mượn oai hùng, lạnh lùng uy hiếp nói, nếu anh còn dám bất kính với tôi nữa, thì coi chừng tôi tố cáo anh với Viêm Long Tiên Đế, để cho anh ấy xóa sổ anh. Ha ha, cô bớt mang anh ta ra hù dọa tôi đi. Khuê Long khinh thường cười nói, ở ngoại vực, đương nhiên ta phải sợ anh ta chỉ cần ý niệm trong đầu một cái thôi là có thể quyết định sự sống chết của tôi rồi. Nhưng nơi này là trái đất, là nơi mà Diêm Lang Tiên Đế không đến được. Khoảng cách xa như vậy, Viêm Long Tiên Đế cũng không thể nào trói buộc tôi được. Tôi coi anh ta là cậu chủ, thì anh ta là cậu chủ, còn nếu tôi coi anh ta là không khí thì anh ta cũng không làm gì được tôi cả. Khuê Long nhìn Xích Hồng Nguyệt. Trong mắt hiện lên một suy nghĩ tham lam, anh ta vươn đầu lưỡi liếm liếm môi cười khẩy nói, Xích Hồng Nguyệt, sắc đẹp này của cô tìm khắp trên trời dưới đất cũng rất hiếm có, mặc dù cô từng là đồ chơi của Viêm Long Tiên Đế, nhưng tôi sẽ không để ý đâu. Chấm. Không bằng tôi với cô kết thành đạo lữ, làm người phụ nữ của tôi, cho tôi nếm thử người phụ nữ mà Viêm Long Tiên Đế đã từng chơi qua có mùi vị ra sao. Khuê Long châm chọc nói. Khuê Long vừa nói lời này ra, khuôn mặt của Xích Hồng Nguyệt lập tức trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Khuê Long, lúc ở ngoại vực, sao tôi lại không biết anh có ý này chứ? Xích Hồng Nguyệt giọng điệu lạnh lùng nói. Ha ha! Khuê Long thoải mái cười nói, cô gái của Viêm Long Tiên Đế, tôi đâu dám nhớ thương chứ, nhưng bây giờ thì khác rồi, cô ở trái đất, đã mất đi sự che chở cơ Viêm Long Tiên Đế rồi, tôi tất nhiên không phải kiêng kỵ gì. Xích Hồng Nguyệt, thế nào hả, lời đề nghị của tôi thì cô cứ nghiêm túc suy nghĩ đi, nếu hai chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể thắng được người ở trái đất này rồi. Khuê Long cười nói, đến lúc đó, đừng nói cái tên võ thánh khí huyết khô cạn kia, tôi và cô thậm chí cùng hoàn toàn có thể đánh bại tất cả những cường giả trên trái đất này, đến lúc đó tôi sẽ cung cấp tư nguyên cho cô tiếp tục tu luyện. Không cần. Xích Hồng Nguyệt trầm giọng nói, Khuê Long, hôm nay anh nói ra những lời này. Chẳng lẽ không định trở về ngoại vực hay sao? Trở về ngoại vực. Khuê Long nghe vậy, nhịn không được mà cười nói, Xích Hồng Nguyệt, cô quá ngây thơ rồi đó. 10 người cùng đến trái đất lần này, cô cảm thấy có người nào muốn quay về đó không? Khuê Long nói tiếp, trước kia không có lựa chọn khác, bây giờ cơ hội bày ra trước mặt, ai không nguyện ý buông tha việc thoát khỏi Viêm Long Tiên Đế, để nắm lấy cơ hội trở nên cường đại hơn chứ? Xích Hồng Nguyệt. Chẳng lẽ cô còn muốn quay về ngoại vực, tiếp tục làm đồ chơi cho Viêm Long Tiên Đế hay sao? Khuê Long thoải mái cười nói, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế không chỉ có một mình cô, bây giờ cậu ta đối tốt với cô, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày chơi chán, chờ đến ngày cậu ta cảm thấy cô không có gì mới mẻ nữa, tất nhiên cũng sẽ xem cô như một bộ quần áo, sẽ thẳng tay mà vứt bỏ thôi. Nếu như vậy, thà rằng cô đi theo tôi. Mặc dù tôi không dám hứa chắc chắn mình không đi tìm những người phụ nữ khác, nhưng ít nhất tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn Viêm Long Tiên Đế. Im miệng. Xích Hồng Nguyệt giọng điệu lạnh lùng nói, Khuê Long, anh cũng không xem lại xem mình đang nói cái gì hả, anh cũng xứng có được tôi hay sao, hôm nay sẽ để anh biết, kết cục dám lỗ em mờ áng với tôi. Sắc Phong, đừng dây dưa với anh ta nữa, cậu qua đây cùng tôi ra tay, giết Khuê Long. Xích Hồng Nguyệt vừa nói xong, vừa nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, dặn dò, Phong Khê, cậu cũng đến đây, cùng ra tay đi. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ ở trước mặt Viêm Long Tiên Đế, nói tốt cho các người, để anh ấy ban thưởng cho các người tài nguyên tu luyện. Lúc này, Sắc Phong đang đánh nhau cùng Quách Ý, hai người đánh tới đánh lui, chưa phân thắng bại. Anh ta hình như không nghe được lời của Xích Hồng Nguyệt nói, cũng không hề có thay đổi gì. Vẫn đang quyết đấu với Quách Ý. Ha ha, Xích Hồng Nguyệt, đừng phí sức nữa, cô cho rằng đây là ngoại vực sao, bọn họ đều phải nghe lời cô nói hả? Khuê Long thoải mái cười nói, bây giờ, ai mạnh thì thắng, trong mấy người chúng ta, thực lực của cô là yếu nhất, bọn họ sao lại có thể vì cô mà lựa chọn đối địch với người có thực lực mạnh như tôi chứ? Hừm, đừng cao hứng quá sớm. Xích Hồng Nguyệt hừm lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, phân công nói, Phong Khê, những người khác thì tôi không quan tâm, hai chúng ta phải cùng ra tay một lúc, xóa sổ Khuê Long,
bằng không thì sau này gặp Viêm Long Tiên Đế, tôi chắc chắn nói anh ấy giết cậu. Xích Hồng Nguyệt. Phong Khê thiếu gia cầm trong tay chùy tử kim, khuôn mặt tiều tụy, suy yếu cười khổ nói, không phải tôi không giúp cô cũng thấy đó, tôi vừa rồi giải quyết Ngô Thanh Ảnh, đã tiêu hao lượng linh khí lớn, bây giờ cực kỳ yếu ớt rồi. Đối phó với người bình thường còn được, nhưng nếu muốn tôi đánh nhau với Khuê Long thì, .xin tha lỗi, vì tôi thật sự bất lực. Phong Khê thiếu gia nói thêm, Khuê Long và Viêm Long Tiên Đế là đồng tộc, bản thể vốn là cái gì thì trong lòng cô biết rõ, thực lực của họ, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là người mạnh nhất trong số chúng ta, cô có liên thủ cũng đánh không lại đâu. Hừm, ở trước mặt tôi mà giả vờ cái gì chứ? Xích Hồng Nguyệt giọng điệu lạnh lùng nói, mục đích mà Viêm Long Tiên Đế tạo ra chùy tử kim, chính là để quản thúc Khuê Long. Giờ phút này trong tay có chùy tử kim, coi như không áp chế được Khuê Long, nhưng thực lực cũng có thể tính là tương đương với anh ta. Xích Hồng Nguyệt trong mắt lóe lên sát ý, hơn nữa có tôi ở bên cạnh tìm cơ hội ra tay, tiêu diệt Khuê Long, tất nhiên rất khó khăn, nhưng cũng có thể làm được. Tôi thật sự không được, khụ, khụ. Phong Khê thiếu gia vừa nói, liền yếu ớt ho hai tiếng, khiến cho người khác có cảm giác như thở không ra hơi. Thật sao? Xích Hồng Nguyệt nghe thế, bỗng nhiên cười lạnh nói, Phong Khê, trước khi đến trái đất, Viêm Long Tiên Đế vì cậu mà cải tạo vũ khí, cho cậu một cái vũ khí sát thủ cường đại. Mà Viêm Long Tiên Đế rất cưng chiều tôi, cậu đoán thử xem anh ấy có chuẩn bị con át chủ bài cho tôi hay không? Xích Hồng Nguyệt cười lạnh tiếp tục nói, còn có một chuyện, chỉ sợ các người cũng không biết, Viêm Long Tiên Đế đã tặng đá thông linh cho tôi. Vừa nói, Xích Hồng Nguyệt vừa động suy nghĩ một chút, bên trong ngón tay thon ngọc, liền hiện lên một viên đá xanh ngọc. Viên đá xanh ngọc này là một cái hình tròn bất quy tắc, chỉ lớn bằng cái trứng gà, tản ra thanh quang yếu ớt. Đá thông linh, thế mà lại là đá thông linh thật. Khuê Long đối diện nhìn thấy ngọc thạch màu xanh đó, nhất thời sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Phong Khê, Xích Hồng Nguyệt lại lần nữa động suy nghĩ, đem cất đá thông linh lại, sau đó nói, tác dụng của đá thông linh, cũng không cần tôi phải giải thích nhiều nhỉ. Mặc dù bây giờ Viêm Long Tiên Đế không có cách nào đến trái đất được, nhưng không có nghĩa sau này không thể. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, còn nữa, các người ở trái đất sẽ không ngừng trưởng thành. Nhưng muốn trưởng thành đến cấp độ có thể chống lại Viêm Long Tiên Đế, ít nhất cũng cần 10 vạn năm, trong lúc đó, cậu không sợ gặp được Viêm Long Tiên Đế hay sao? Tôi khuyên cậu nên giữ lại cho mình một đường lui, đối với cậu chỉ có thể là tốt, không có xấu gì. Xích Hồng Nguyệt nhắc nhở. Phong Khê thiếu gia nghe nói như thế, nhất thời im lặng, trong lòng cân nhắc giữa lợi và hại. Đá thông linh. Vật này không có lực công kích gì. Không có cách nào tăng lường thực lực của Xích Hồng Nguyệt, nhưng lại khiến cho Phong Khê kiêng kỵ cực kỳ. Bởi vì, đá thông linh có thể kết nối được với Viêm Long Tiên Đế, Xích Hồng Nguyệt có thể lấy những chuyện xảy ra ở trái đất, thông qua đá thông linh, truyền lại cho Viêm Long Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia định ở trái đất tùy tiện trưởng thành, ý đồ thoát khỏi Viêm Long Tiên Đế. Ý nghĩ trong lòng anh ta, giống như Khuê Long, cũng không xem Viêm Long Tiên Đế ra gì. Nhưng những ý nghĩ thế này, tất nhiên không thích hợp để Viêm Long Tiên Đế biết. Ít nhất là trước khi bản thân mình còn chưa trưởng thành, không thể khiêu khích Viêm Long Tiên Đế. Trước đó, Phong Khê thiếu gia cho rằng, sau khi đến trái đất, họ liền cắt đứt liên lạc với Viêm Long Tiên Đế, hoàn toàn không ngờ được, Xích Hồng Nguyệt lại có thể có đá thông linh. Bây giờ, Phong Khê thiếu gia cũng không phải không có sức đánh một trận, mặc dù anh ta sức lực yếu ớt. Nhưng lực lượng của chùy tử kim hoàn toàn có thể làm anh ta bức lui Khuê Long, thậm chí có thể giết Khuê Long. Chỉ có điều, theo như lời Viêm Long Tiên Đế nói, chùy tử kim trong thời gian ngắn, chỉ có thể bộc phát một lần. Loại bộc phát này chính là nó sẽ tự nổ, quả thật chùy tử kim cũng sẽ không bị tổn thương gì, vì sau khi bộc phát ra thì nó sẽ tự động hấp thu tinh hoa trời đất, sau 3 đến 5 năm, thì có thể lại tích lũy thành một lần tự diệt. Nói đơn giản hơn thì cái này giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, sau khi tự hủy thì nó sẽ tự hồi sinh lại, chỉ là thời gian của nó lâu hơn thôi. Đây là con át chủ bài mạnh nhất của Phong Khê thiếu gia, dưới tình huống bình thường thì anh ta sẽ không dễ dàng sử dụng. Lúc trước chiến đấu với Ngô Thanh Ảnh, nếu là anh ta sử dụng chùy tử kim tự nổ, có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngô Thanh Ảnh.
nhưng vì chưa phải lúc nguy cấp, nên Phong Khê thiếu gia vẫn chưa sử dụng. Vừa rồi anh ta cũng không phải nói dối Xích Hồng Nguyệt, quả thực anh ta đã đến mức nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ của Khuê Long. Nếu như muốn đối phó với Khuê Long, chỉ có thể làm cho Trùy Tử Kim tự nổ, vì thế Phong Khê thiếu gia mới có thể từ chối. Nhưng bây giờ, Xích Hồng Nguyệt lấy ra đá thông linh, lấy cớ sẽ tố cáo anh ta với Diêm Long Tiên Đế, bắt buộc Phong Khê thiếu gia phải ra tay, cái này khiến Phong Khê thiếu gia cực kỳ dầu dĩ. Sau khi cân nhắc một lúc, Phong Khê thiếu gia ánh mắt nhìn vào Khuê Long, muốn xử lý một cách toàn vẹn đôi bên, thế là mở miệng nói, Khuê Lang, có mấy lời anh không nên nói lại càng không nên khinh thường Xích Hồng Nguyệt. Chuyện hôm nay coi như bộ đi tôi không làm khó dễ anh, bây giờ anh đi đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Phong Khê thiếu gia giọng điệu lạnh lùng nói, nếu anh cứ khăng khăng ở lại, nói năng lỗ em mờ áng với Xích Hồng Nguyệt vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Ha ha! Khuê Long nghe vậy, cười lạnh nói, đã làm rồi còn coi như chưa xảy ra chuyện gì được hay sao, cậu cảm thấy có thể không? Tôi nói ra những câu nói đó, con mẹ Xích Hồng Nguyệt này, chắc chắn sẽ dùng đá thông linh, báo cáo với Viêm Long Tiên Đế, bất luận thế nào tôi cũng đã chọc giận đến Viêm Long Tiên Đế rồi. Khuê Long cười lạnh nói, nếu đã như vậy, thế thì tôi ngược lại đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho xong, giết Xích Hồng Nguyệt. Cướp đi đá thông linh. Phong Khê, cậu liên thủ với tôi đi, tôi biết cậu và Sắc Phong quan hệ không bình thường, chắc hẳn đã đạt đến mức cùng chung nhận thức rồi, cậu đồng ý liên thủ, vậy thì hai người liên minh lại, tôi sẽ gia nhập liên minh cùng các cậu. Khuê Long nói tiếp, ba người chúng ta liên hợp lại, ở trái đất gần như là vô địch, dù là bảy người bên ngoài kết hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Các người đến trái đất, mục đích chắc chắn cũng giống tôi. Nếu tất cả mọi người đều muốn thoát khỏi sự khống chế của Viêm Long Tiên Đế, ở trái đất một mình cường đại, vậy vì sao không cùng hủy đi đá thông linh chứ? Khuê Long đề nghị, nếu như đá thông linh bị hủy rồi, dù là bất kỳ ai cũng không có cách nào liên hệ được với Viêm Long Tiên Đế, chúng ta ở trái đất muốn làm gì thì làm, lại không phải chuyện càng thêm an toàn hay sao? Phong Khê thiếu gia nghe nói như thế, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Con đường này, anh ta tất nhiên cũng từng nghĩ đến. Nhưng Phong Khê thiếu gia là một người cẩn thận, anh ta vẫn có chút kiêng kỵ với Xích Hồng Nguyệt, hoài nghi Viêm Long Tiên Đế cho Xích Hồng Nguyệt con át chủ bài, vì thế nên từ bỏ suy nghĩ hủy đi đá thông linh. Ha ha, Phong Khê, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, yên tâm đi, tên đàn bà này không đủ để gây sợ đâu. Khuê Long thoải mái cười nói, nếu đã quyết định gia nhập liên minh của các người, tôi tất nhiên phải xuất ra chút thành ý chứ. Cứ để cho tôi hủy đá thông linh trước đi, xem như công trạng để gia nhập liên minh các cậu rồi. Phong Khê thiếu gia nghe nói như thế, không nói một lời. Nhưng Khuê Long là người thông minh, anh ta biết Phong Khê thiếu gia muốn trung lập, vì thế không tiện mở miệng. Có điều, không trả lời, thì coi như đã có đáp án, rõ ràng là ngầm cho phép rồi. Xích Hồng Nguyệt, vốn dĩ tôi định nhận cô làm người phụ nữ của tôi, đáng tiếc quá. Cô không biết tốt xấu, đã như vậy thì chết ở đây đi. Lúc này, hai mắt Khuê Long nhìn chăm chú vào Xích Hồng Nguyệt, sau một giây liền quả quyết ra tay. Đáng chết! Khuê Long, đây là do anh ép tôi đó. Khuôn mặt Xích Hồng Nguyệt trầm như nước, sau đó điều động toàn linh khí quanh thân, chủ động đón nhận đòn tấn công của Khuê Long. Hai người ở giữa không trung, dây dưa, đánh tới đánh lui. Dư âm cuộc chiến bị tàn phá bừa bãi. Còn về Phong Khê thiếu gia, sau khi rảnh rỗi, cũng không vội đi giết Ngô Thanh Ảnh, mà cầm Trùy Tử Kim trong tay, đứng dưới quan sát cuộc chiến, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Một bên khác, Sắc Phong chiến đấu với Quách Hí, vẫn đang tiếp tục, nhưng có thể thấy được, Quách Hí rơi vào thế yếu hơn rồi, anh ấy đều nhờ vào Quả Thanh Phong chống đỡ. Nếu cứ phát triển như vậy, chỉ sợ không bao lâu, Quách Hí sẽ thua trận. Bốn tên cao thủ ngoại vực, không ai yếu hơn bao nhiêu so với Phong Khê thiếu gia, cái này nên làm sao mới tốt được chứ? Chính người của họ tự đánh nhau, ha ha ha, điều này đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội tốt nha, chắc chắn hai bên đều tổn hại, nếu cùng đến chỗ chết thì càng tốt hơn. Nghĩ chuyện gì mà tốt thế được chứ, ai ya, không ngờ lại lập tức xuất hiện hai người, tiến bối Ngô Thanh Ảnh lại trọng thương hôn mê. Thật đáng lo cho giới luyện võ mà.
Người trẻ tuổi cầm trong tay quạt lông kia, mặc dù thực lực không yếu, nhưng không đấu lại được cao thủ ngoại vực, bây giờ hình như đang rất bị động. Nếu như không còn cao thủ lộ diện, chỉ sợ qua hôm nay, giới luyện võ trên trái đất, sẽ bị ngoại vực san bằng mất. Hiện trường mọi người bình luận ầm ĩ, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Xích Hồng Nguyệt, Khuê Long. Thú vị lắm, ha ha ha. Tô Thương thấy vậy, cũng lộ ra một nụ cười. Vốn dĩ, anh đã làm tốt việc chuẩn bị ra tay rồi, nhưng nhìn thấy hai cao thủ ngoại vực tranh chấp với nhau, nhất thời từ bỏ ý nghĩ ra tay. Hai kẻ địch đánh nhau, loại chuyện này, Tô Thương cảm thấy mình vẫn không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, hôm nay, Tô Thương liền phải làm chim sẻ rồi, ngựa ông đắc lợi. Vợ! Lúc này, Thiên Nhiên Sát đang vận chuyển chân khí vào cơ thể Ngô Thanh Ảnh, ý định trị thương cho vợ mình. Nhưng Ngô Thanh Ảnh khí huyết khô cạn, cũng không phải là chân khí đã hao hết, nên việc vận chuyển chân khí cũng không có chút ý nghĩa nào. Điều này lại làm Thiên Niên Sát lo lắng, bi thảm kêu to, hai mắt hơi hơi đỏ ửng. Ông nội Thiên, Tô Thương thấy vậy, nhanh chân đi đến, trấn an nói, không cần lo lắng, giao tiền bối Ngô cho cháu đi, cháu chắc chắn có thể giúp bà ấy khôi phục như lúc ban đầu. Thật sao, Thiên Niên Sát nhìn sang Tô Thương như muốn chứng thực. Được, vậy thì vợ của ông đành nhờ cháu giúp đỡ rồi. Thiên Niên Sát kích động cực kỳ, cảm kích mà nói. Ông nội Thiên khách khí rồi, đây là chuyện cháu nên làm mà. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn Ngô Thanh Ảnh, vừa động suy nghĩ, liền đưa vào tròn vòng tay lưu trữ. Vợ! Thiên Niên Sát đột nhiên cực kỳ lo lắng, Tô Thương, vợ ông đâu rồi, sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Đừng vội, cháu để Ngô tiền bối vào trong vòng tay lưu trữ rồi, ở đó rất an toàn. Tô Thương nói tiếp, tình hình bây giờ khá phức tạp. Chờ giải quyết xong những người ở ngoại vực đó, tôi ổn định lại tinh thần sẽ trị thương cho Ngô tiền bối. Ông yên tâm đi, Ngô tiền bối sẽ không sao đâu. Vòng tay lưu trữ. Thiên Niên Sát càng lo lắng hơn, vòng tay lưu trữ không thể cất giữ vật sống mà. Tô Thương, cháu nhanh thả vợ ông ra ngoài đi. Ông nội Thiên, vòng tay lưu trữ của cháu ẩn chứa không gian rất lớn, có thể chứa được vật sống. Tô Thương giải thích nói. Như thế à? Thiên Niên Sát nghe nói như thế, đột nhiên thở dài một hơi, âm thầm cầu nguyện, vợ à, bà có thể ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì được không? Tô Thương cũng không trấn an Thiên Niên Sát quá nhiều nữa, mà nhìn về trận chiến phía xa. Thực lực của Xích Hồng Nguyệt, không thể khinh thường, trước mắt thì tình hình hai người chiến đấu là cân sức. Đột nhiên, hai người xảy ra va chạm mãnh liệt, cùng nhau ngã bay người ra. Ngay sau đó, Xích Hồng Nguyệt rơi xuống đất, bưng bít lấy bả vai, phun ra một ngụm máu. Tình hình của Khuê Long, tốt hơn một chút, nhưng khí huyết cũng đảo lộn, bị thương, hơi thở dồn dập, trạng thái không thật sự tốt. Ha ha, Xích Hồng Nguyệt, thực lực của cô quả thật không yếu, lại có thể làm tôi bị thương. Khuê Long vừa đi về phía Xích Hồng Nguyệt, vừa thoải mái cười nói, có điều, tôi vẫn chưa khôi phục bản thể, nên không thì không đến mức này, bây giờ. Cô có thể chết rồi. Vừa nói xong, Khuê Long bỗng nhiên ra tay, muốn trực tiếp dì ba tê chết Xích Hồng Nguyệt. Nhưng vào lúc này, Phong Khê thiếu gia vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lấy chùy tử kim từ trong tay ra, lấy tư thế dũng mãnh nhất mà hướng về phía Khuê Long. Thời khắc quan trọng, Phong Khê thiếu gia ra tay, lại không lưu tình chút nào, ra tay cũng là một chiêu tất sát. Vốn dĩ, Khuê Long coi là mình muốn liên minh với Khê thiếu gia. Nên cũng không cảnh giác gì. Giờ phút này Phong Khê thiếu gia đột nhiên ra tay, khiến cho anh ta hoàn toàn bị động, vội vàng từ bỏ dò xét Xích Hồng Nguyệt, nhanh chóng nhún người tránh né. Mặc dù trước đó Khuê Long không đề phòng, nhưng thực lực anh ta nổi trội, cuối cùng tránh được đòn công kích của Phong Khê thiếu gia. Có điều, Khuê Long cũng bị chùy tử kim tác động đến, vết thương lại nặng thêm mấy phần. Phong Khê, lúc này, Khuê Long ổn định cơ thể. Nhìn chăm chú Phong Khê thiếu gia, mặt trầm như nước mà nói, tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích, vì sao lại ra tay với tôi? Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Phong Khê thiếu gia cầm trong tay chùy tử kim, lạnh lùng nói, Khuê Long, anh thật to gan, dám tiêu chọc người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, không xem Viêm Long Tiên Đế ra gì, tôi tất nhiên không thể giữ lại anh được rồi.
Phong Khê, nói những lời này ra làm gì chứ, Viêm Long Tiên Đế lại không nghe được, cậu liên thủ với tôi, cùng nhau khống chế trái đất, còn không phải chuyện tốt hay sao chứ? Khuê Long lại dụ dỗ nói. Im miệng. Phong Khê thiếu gia nghiêm túc nói, Viêm Long Tiên Đế có ơn giác ngộ tôi, dạy dỗ tôi tất nhiên trung thành tuyệt đối rồi. Xích Hồng Nguyệt là người phụ nữ của anh ấy, bây giờ cơ thể ở trái đất, tôi phải thay thế Viêm Long Tiên Đế bảo vệ cô ấy rồi. Phong Khê thiếu gia trầm giọng nói, Khuê Long, anh phản bội Viêm Long Tiên Đế, bất kỳ ai cũng có trách nhiệm phải diệt trừ anh. Lúc trước, tôi giả vờ tỏ vẻ hợp tác với anh, chỉ vì để anh buông lỏng cảnh giác thôi, anh không phải thật sự coi là tôi đang muốn hợp tác với anh đó chứ. Phong Khê thiếu gia lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó nói, Khuê Long, hôm nay, anh đi không nổi đâu, tôi gì ba tê chết anh. Phong Khê thiếu gia thật ra đối với Viêm Long Tiên Đế, không có trung thành gì, chẳng qua chỉ là giấu kỹ hơn so với Khuê Long mà thôi. Vừa rồi, Phong Khê thiếu gia sau khi tính toán kỹ, cuối cùng vẫn quyết định đứng về phía Xích Hồng Nguyệt. Anh ta làm vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân chính. Một là, Xích Hồng Nguyệt là người phụ nữ mà Viêm Long Tiên Đế yêu chiều nhất, Viêm Long Tiên Đế vì cô mà đắc tội với rất nhiều người, bảo vệ cô ta cực kỳ. Lần này đến trái đất, chắc chắn biết trước sẽ kèm theo nguy hiểm. Phong Khê thiếu gia kết luận, Viêm Long Tiên Đế chắc chắn phải đưa cho Xích Hồng Nguyệt con át chủ bài cường đại. Mặc dù Xích Hồng Nguyệt không đấu lại được với Khuê Long, đã bị thua, nhưng càng như vậy, Phong Khê thiếu gia càng cảm thấy lạ. Thực lực của Xích Hồng Nguyệt là một trong những người yếu nhất, mà sau khi đến trái đất, bọn họ 10 người đều cắt đứt liên lạc với Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế không thể không nghĩ, 10 người lần này xuống trái đất sẽ sinh ra lòng phản loạn. Nếu đã như vậy, anh ta sao mà lại yên tâm để Xích Hồng Nguyệt, một người thực lực yếu nhất đến trái đất chứ? Át chủ bài. Xích Hồng Nguyệt nhất định không muốn người khác biết át chủ bài. Trừ cái đó ra, còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó chính là, thực lực của Khuê Long thực sự quá mạnh, Phong Khê thiếu gia nếu không có chùy tử kim, chắc chắn không có cách nào áp chế được Khuê Long, thậm chí hoàn toàn không phải đối thủ của Khuê Long. Nhưng chùy tử kim mạnh nhất là tự nổ, thời gian để khôi phục trạng thái lại quá dài, trong lúc này, Phong Khê thiếu gia không có lòng tin có thể đối phó với Khuê Long. Hợp tác với một người có thực lực mạnh hơn mình, thật sự quá nguy hiểm. Nếu đã như vậy, thà rằng theo Xích Hồng Nguyệt còn hơn. Để từ đó, có thể biểu đạt được chút thành ý với Viêm Long Tiên Đế, để vẽ ra cho mình một cái đường lui, còn có thể thừa cơ diệt trừ Khuê Long, chấm dứt hậu hoạn. Vì thế, thời khắc quan trọng, Phong Khê thiếu gia lựa chọn ra tay với Khuê Long, đánh bị thương anh ta. Ha ha ha, Phong Khê thiếu gia, cậu có quyết định chính xác lắm, tôi sẽ dùng đá thông linh, nói chuyện hôm nay với Viêm Long Tiên Đế, để anh ấy sau này sẽ thưởng tài nguyên tu luyện cho anh. Lúc này, Xích Hồng Nguyệt nằm dưới đất, thoáng có chút yếu ớt nói. Thế thì cảm ơn Xích Hồng Nguyệt tiểu thư rồi. Phong Khê thiếu gia trên mặt nở nụ cười chắp tay nói. Đây là chuyện cậu đáng được hưởng mà. Xích Hồng Nguyệt cưỡng ép đứng dậy, xóa đi vết máu ở miệng, thúc giục nói, Phong Khê, ra tay đi, chúng ta liên thủ, nhanh chóng giải quyết Khuê Long. Được. Phong Khê thiếu gia gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Khuê Long. Tại hiện trường, hai người đều đã dương cung bạt kiếm, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Ha ha, Phong Khê thiếu gia, Xích Hồng Nguyệt. Lúc này, Khuê Long cười lạnh nói, hai người có phải quá ngây thơ rồi không, thật sự nghĩ hai người liên thủ lại có thể đối phó được với tôi sao? Thật là trò cười mà, đừng có quên, tôi còn chưa khôi phục bản thể đó. Nếu tôi khôi phục bản thân thật sự của mình, đừng nói các người vốn đang bị thương. Chỉ sợ dù cho các người đang ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Khuê Long tự tin cười nói. Đừng nói nhiều lời, Khuê Long, nhận lấy cái chết đi. Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, lập tức cưỡng ép bản thân thở ra một hơi, không để ý đến vết thương của mình, trực tiếp hướng đến Khuê Long mà giết. Muốn giết tôi, nằm mơ đi, hôm nay, tôi sẽ để cho các người mở mang kiến thức một chút về sức mạnh chân chính của tôi. Ầm ầm. Khuê Long đầu tiên là cười lạnh trả lời, sau đó bỗng nhiên phát ra một âm thanh lớn, khuôn mặt, cánh tay của anh ta lập tức mọc ra vảy rồng. Đồng thời, sau một giây,
cơ thể anh ta cũng xảy ra chuyển biến cực kỳ lớn, gần như từ người bình thường chuyển thành một cơ thể dài rồng rắn màu vàng. Thật, thật mạnh. Đây chính là thực lực chân chính của Khuê Long à, không hổ là yêu tộc, quả nhiên khủng bố. Phong Khê thiếu gia bên cạnh, tận mắt nhìn thấy màn biến hóa vừa rồi, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Có điều ngược lại, hai mắt anh ta híp lại, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Không thể để cho Khuê Long khôi phục bản thể, nếu không thì dựa vào mình và vết thương của Xích Hồng Nguyệt, dù là có liên thủ lại thì cũng không phải là đối thủ của anh ta, xem ra đành phải vận dụng chiêu kia rồi. Phong Khê thiếu gia cuối cùng đưa ra quyết định, lập tức đem chùy tử kim ném giữa không trung, trầm giọng nói, chùy tử kim, nổ cho tôi. Âm! Ngay lập tức, chùy tử kim bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, chiếu sáng khắp đất trời. Ngay sau đó, một lực lượng kinh khủng, giống như nước thủy triều tuôn ra, nhanh chóng cuốn tới, nghiền ép Khuê Long. Cái này! Khuê Long cảm nhận được chiêu này rất cường đại, tuyệt đối không phải là thứ mình có thể chống cự rồi. Nhưng cũng chính vào lúc này, anh ta hoàn toàn lột xác thành một đầu kim long, thân thể dài mười mấy mét, nằm ngang giữa không trung. Khuê Long ở trong trạng thái này, là mạnh nhất, nhưng anh ta biết, không có cách nào chống lại được chiêu này của Phong Khê thiếu gia được. Vì thế, Khuê Long khống chế cơ thể, nhanh chóng trốn tránh, định tạm thời tránh đi nguy hiểm, giữ lại tính mạng trước đã. Nhưng uy lực của chùy tử kim tự nổ lại quá cường đại. Dù là hóa thần sơ kỳ thì cũng chưa chắc có thể toàn thân mà trở lại, Khuê Long tất nhiên cũng không làm được. Phút. Ngay sau đó, chùy tử kim tự nổ sinh ra uy lực, trực tiếp chặt đứt ngang Khuê Long, một nửa thân rồng rơi xuống đất, dưới đất liền lộ ra một lỗ thủng to đùng. Phong Khê. Xích Hồng Nguyệt. Nỗi nhục ngày hôm nay, Khuê Long tôi nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ tìm các người tính sổ, để có các người chết không yên lành. Khuê Long nói xong một câu, liền lập tức kéo cái thân thể tàn phế mà bỏ đi, thôi động bí thuật, lập tức rời khỏi hiện trường. Muốn đi sao, hỏi qua ý kiến của tôi chưa ha? Xích Hồng Nguyệt tất nhiên không muốn dễ dàng buông tha Khuê Long như vậy, định đứng dậy đuổi theo. Hồng Nguyệt tiểu thư. Lúc này, Phong Khê thiếu gia mở miệng nói, giặc cùng đường chớ đuổi, bây giờ vết thương của cô cũng không nhẹ, huống hồ khó đảm bảo Khuê Long không có thủ đoạn khác. Không cần thiết phải đuổi cùng giết tận anh ta, chúng ta không cần đuổi theo đâu. Được. Xích Hồng Nguyệt sau khi suy nghĩ vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu, chấp nhận đề nghị của Phong Khê thiếu gia, nói, hôm nay Khuê Long đã bị đứt đoạn mà trốn, thực lực đã giảm đi rất nhiều, sau này không thể tạo thành uy hiếp gì với chúng ta nữa rồi. Còn nữa, một nửa thân rồng của anh ta, với ta mà nói thì lại có tác dụng không nhỏ đó. Xích Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua một nửa thân rồng đang ở dưới đất, sau đó nói, Phong Khê, thứ này, đưa cho tôi, thấy thế nào? Hồng Nguyệt tiểu thư khách khí rồi, nếu cô đã muốn thì cứ lấy đi, không cần sự đồng ý của tôi đâu. Phong Khê thiếu gia cười nói, đây là chiến lợi phẩm của cậu, tất nhiên phải cần được sự đồng ý của cậu rồi, Phong Khê, cảm ơn. Xích Hồng Nguyệt lộ ra một nụ cười hứng thú nhìn sang Phong Khê thiếu gia. Khẽ cười nói, Phong Khê, một chiêu lúc nãy của cậu, đến Khuê Long cũng không thể chống trả được, khủng khiếp như vậy sao? Ha ha, không đáng nhắc đến đâu, toàn dựa vào chùy tử kim mà Viêm Long Tiên Đế cải tạo đó. Phong Khê thiếu gia cười nói. Xích Hồng Nguyệt cười cười, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà nói, Khuê Long đã bị phế đi, sau đó tôi với anh hợp tác, thấy thế nào? Rất hân hạnh. Phong Khê thiếu gia cười nói. Hồng Nguyệt tiểu thư, có được sự gia nhập của cô, chúng ta nhất định có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Viêm Long Tiên Đế nhắc nhở, tranh thủ sớm ngày trở về ngoại vực. Xích Hồng Nguyệt nghe vậy, lộ ra một nụ cười thoải mái nói, Phong Khê, Khuê Long đã đi rồi, cậu không cần giả vờ trước mặt tôi làm gì cả. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, đừng phủ nhận, cũng không cần che giấu, kỳ thật tôi cũng có loại ý nghĩ đó. Nếu có thể lựa chọn. Tôi cũng không muốn ở bên cạnh Viêm Long Tiên Đế, nghe theo sắp xếp của anh ta. Phong Khê, tôi cảm thấy chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau chinh phục trái đất. Xích Hồng Nguyệt nghiêm túc nói, cậu so với tên Khuê Long kia thuận mắt hơn nhiều, nói không chừng sau này, chúng ta có thể cùng nhau hành động, không thể tách rời, chẳng phải là quá hợp lý hay sao chứ? Hồng Nguyệt tiểu thư cứ đùa. Phong Khê thiếu gia nhẹ nhàng cười một tiếng,
cũng không đưa ra lựa chọn thẳng thắn với câu nói đó. Cậu không cần cảnh giác như vậy, tôi cũng không phải đang thăm dò cậu, được rồi, việc này sau này từ từ nói đi. Xích Hồng Nguyệt nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, bỗng nhiên dò hỏi, đúng rồi, Phong Khê thiếu gia, vừa rồi uy thế mà trùy tử kim bộc phát ra, cậu có thể liên tục sử dụng không, hay là chỉ dùng được một lần? Đến rồi đó, cuối cùng cũng đã đến vấn đề chính rồi. Xích Hồng Nguyệt kéo dài thời gian làm quen với Phong Khê thiếu gia, nói nhiều lời như vậy, chính là để Phong Khê thiếu gia buông lỏng cảnh giác, thành thật trả lời vấn đề này của chính mình. Lúc này, đôi mắt đẹp của Xích Hồng Nguyệt nhìn chăm chú vào Phong Khê thiếu gia, chờ đợi câu trả lời của đối phương, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn qua trùy tử kim. Vật này quá cường đại, Xích Hồng Nguyệt tất nhiên nhớ rõ. Nếu như có thể cướp đi trùy tử kim, thì cô ta tất nhiên không cần e ngại những cường giả khác cùng đến trái đất này nữa rồi. Bây giờ, mặc dù Xích Hồng Nguyệt bị trọng thương, nhưng Phong Khê thiếu gia còn bị thương nặng hơn, nếu anh ta không có cách nào điều động được trùy tử kim, thì Xích Hồng Nguyệt có thể cướp đi món chí bảo này. Còn một điểm nữa, Xích Hồng Nguyệt không ngốc, mơ hồ đoán được Phong Khê thiếu gia chắc chắn không có cách nào liên tục sử dụng loại sức mạnh bộc phát kinh khủng như vừa rồi. Còn không thì trước đó, ngay thời điểm đánh nhau với Ngô Thanh Ảnh, Phong Khê thiếu gia đã dùng đến rồi, chứ không lựa chọn cách đánh nhau làm tổn hại hai bên như thế. Nếu Phong Khê thiếu gia đã không sử dụng, điều đó chứng tỏ năng lượng khủng khiếp kia mới bộc phát ra lúc nãy, anh ta không có cách nào mà dùng liên tục được, vì mỗi lần sử dụng đều sẽ sinh ra tổn thương cực lớn. Chỉ có điều, những điều này chỉ là suy đoán mà thôi, không có cách nào chứng minh được. Vì thế Xích Hồng Nguyệt mới mở miệng hỏi thăm dò Phong Khê thiếu gia. Nếu như Phong Khê thiếu gia tránh mà không trả lời, hoặc là ánh mắt bên trong toát ra một vẻ bối rối nào đó thì chứng tỏ mình đoán đúng. Đến lúc đó, Xích Hồng Nguyệt không chút do dự mà ra tay cướp đoạt. Cái này hả? Lúc này, Phong Khê thiếu gia nhếch miệng lên, khẽ cười nói, thật sự không dám giấu, Hồng Nguyệt tiểu thư, một chiêu vừa rồi vượt xa thực lực chân chính của tôi. Đó chính là uy lực của trùy tử kim. Nhưng loại năng lực tự nổ này, không phải là bản thân nó thật sự tự nổ mà chỉ là xuất hiện uy lực tương tự như tự nổ thôi. Phong Khê thiếu gia không hề hoảng hốt, mà bình thản cười nói, mà tôi, chỉ có thể liên tục sử dụng hai lần thôi. Sau hai lần, trùy tử kim sẽ phải hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, bổ sung năng lượng, khoảng 3 đến 5 năm sau mới có thể có đầy đủ năng lượng được. Nói cách khác, nếu tôi thi triển hai lần liên tục nói thì không thể tiếp tục sử dụng nữa. Phong Khê thiếu gia nửa thật nửa đùa nói, thân ở trái đất, nguy cơ trùng trùng, đây là lá bài tẩy duy nhất của tôi, vì thế nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi sẽ không chủ động dùng. Vừa rồi chúng ta đánh nhau với Khuê Long, anh ta muốn khôi phục bản thể, tình hình đó chúng ta không thể không chết rồi. Phong Khê thiếu gia nói, vì hết cách nên tôi mới không thể làm gì hơn. Đành phải vận dụng một lần tự nổ của trùy tử kim, chỉ tiếc không giết được anh ta, để anh ta chạy mất. Thì ra là thế. Xích Hồng Nguyệt nghe xong, gật đầu nói cách khác, cậu còn có thể dùng nó thêm một lần nữa thôi phải không? Phong Khê thiếu gia ngoài mặt lạnh lùng, thực tế trong lòng lại có chút hoang mang. Trùy tử kim tự nổ, thật ra anh ta chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Phong Khê thiếu gia tính sai. Vốn cho rằng có thể xóa sổ được Khuê Long nên mới vận dụng con át chủ bài. Ai ngờ không giết được Khuê Long, ngược lại còn dùng hết con át chủ bài cuối cùng, được một mất 10. Có điều, Phong Khê thiếu gia đang đánh cược, anh ta cược Xích Hồng Nguyệt không thể nhìn thấu chính mình, không dám trở mặt với mình. Vì thế, dù là trong lòng Phong Khê thiếu gia có hoảng hốt, thì cũng không biểu hiện ra ngoài, nếu không thì cũng xong đời rồi. Quả nhiên, Xích Hồng Nguyệt sau khi đánh giá một hồi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, không ra tay với Phong Khê thiếu gia nữa. Phong Khê, cái lão già cảnh giới võ thánh lúc này đó, thuộc về tôi, cậu không có ý kiến gì chứ? Sau đó, Xích Hồng Nguyệt mở miệng nói. Tất nhiên là không rồi. Phong Khê thiếu gia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, nói tiếp, có điều, Ngô Thanh Ảnh bị tên nhóc này thu vào vòng tay lưu trữ rồi. Muốn cơ thể bà ta thì trước tiên phải giải quyết tên nhóc này cái đã. Ha ha, một người bình thường ở trái đất thôi mà, không đủ gây sợ. Xích Hồng Nguyệt liếc nhìn Tô Thương một chút trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, không xem Tô Thương ra gì,
Phong Khê thiếu gia nghe vậy, lại mở miệng nhắc nhở Hồng Nguyệt tiểu thư, tuyệt đối không được xem thường cậu ta. Cậu ta tên là Tô Thương, giới luyện võ mở ra biến đổi cũng là do cậu ta làm cách đây không lâu, cậu ta giết chân nhân U Minh và cha Trường Phong của tôi, thực lực không thể khinh thường. Ô, Xích Hồng Nguyệt nghe thế, lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của chân nhân U Minh, so với tôi không hề yếu, tên nhóc này nhìn thoáng qua như người bình thường, sao mà giết được chân nhân U Minh chứ, cậu đang đùa tôi sao? Lúc trước chiến đấu với Ngô Thanh Ảnh, nếu là anh ta sử dụng chủy tử kim tự nổ, có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngô Thanh Ảnh. Nhưng vì chưa phải lúc nguy cấp, nên Phong Khê thiếu gia vẫn chưa sử dụng. Vừa rồi anh ta cũng không phải nói dối Xích Hồng Nguyệt, quả thực anh ta đã đến mức nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ của Khuê Long. Nếu như muốn đối phó với Khuê Long, chỉ có thể làm cho chủy tử kim tự nổ, vì thế Phong Khê thiếu gia mới có thể từ chối. Nhưng bây giờ, Xích Hồng Nguyệt lấy ra đá thông linh, lấy cớ sẽ tố cáo anh ta với Viêm Long Tiên Đế, bắt buộc Phong Khê thiếu gia phải ra tay, cái này khiến Phong Khê thiếu gia cực kỳ dầu dĩ. Sau khi cân nhắc một lúc, Phong Khê thiếu gia ánh mắt nhìn vào Khuê Long, muốn xử lý một cách toàn vẹn đôi bên, thế là mở miệng nói, Khuê Long, có mấy lời anh không nên nói. Lại càng không nên khinh thường Xích Hồng Nguyệt. Chuyện hôm nay coi như bỏ đi, tôi không làm khó dễ anh, bây giờ anh đi đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Phong Khê thiếu gia giọng điệu lạnh lùng nói, nếu anh cứ khăng khăng ở lại, nói năng lỗ em mờ áng với Xích Hồng Nguyệt vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Ha ha! Khuê Long nghe vậy, cười lạnh nói, đã làm rồi còn coi như chưa xảy ra chuyện gì được hay sao, cậu cảm thấy có thể không? Tôi nói ra những câu nói đó, con mẹ Xích Hồng Nguyệt này, chắc chắn sẽ dùng đá thông linh, báo cáo với Viêm Long Tiên Đế, bất luận thế nào tôi cũng đã chọc giận đến Viêm Long Tiên Đế rồi. Khuê Long cười lạnh nói, nếu đã như vậy, thế thì tôi ngược lại đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho xong, giết Xích Hồng Nguyệt, cướp đi đá thông linh. Phong Khê, cậu liên thủ với tôi đi, tôi biết cậu và Sắc Phong quan hệ không bình thường, chắc hẳn đã đạt đến mức cùng chung nhận thức rồi, cậu đồng ý liên thủ, vậy thì hai người liên minh lại, tôi sẽ gia nhập liên minh cùng các cậu. Khuê Long nói tiếp, ba người chúng ta liên hợp lại, ở trái đất gần như là vô địch. Dù là bảy người bên ngoài kết hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Các người đến trái đất, mục đích chắc chắn cũng giống tôi, nếu tất cả mọi người đều muốn thoát khỏi sự khống chế của Viêm Long Tiên Đế, ở trái đất một mình cường đại, vậy vì sao không cùng hủy đi đá thông linh chứ? Khuê Long đề nghị, nếu như đá thông linh bị hủy rồi, dù là bất kỳ ai cũng không có cách nào liên hệ được với Viêm Long Tiên Đế, chúng ta ở trái đất muốn làm gì thì làm. Lại không phải chuyện càng thêm an toàn hay sao? Phong Khê thiếu gia nghe nói như thế, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Con đường này, anh ta tất nhiên cũng từng nghĩ đến. Nhưng Phong Khê thiếu gia là một người cẩn thận, anh ta vẫn có chút kiêng kỵ với Xích Hồng Nguyệt, hoài nghi Viêm Long Tiên Đế cho Xích Hồng Nguyệt con át chủ bài, vì thế nên từ bỏ suy nghĩ hủy đi đá thông linh. Ha ha, Phong Khê, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, yên tâm đi. Tên đàn bà này không đủ để gây sợ đâu. Khuê Long thoải mái cười nói, nếu đã quyết định gia nhập liên minh của các người, tôi tất nhiên phải xuất ra chút thành ý chứ. Cứ để cho tôi hủy đá thông linh trước đi, xem như công trạng để gia nhập liên minh các cậu rồi. Phong Khê thiếu gia nghe nói như thế, không nói một lời. Nhưng Khuê Long là người thông minh, anh ta biết Phong Khê thiếu gia muốn trung lập, vì thế không tiện mở miệng. Có điều. Không trả lời, thì coi như đã có đáp án, rõ ràng là ngầm cho phép rồi. Xích Hồng Nguyệt, vốn dĩ tôi định nhận cô làm người phụ nữ của tôi, đáng tiếc quá, cô không biết tốt xấu, đã như vậy thì chết ở đây đi. Lúc này, hai mắt Khuê Long nhìn chăm chú vào Xích Hồng Nguyệt, sau một giây liền quả quyết ra tay. Đáng chết! Khuê Long, đây là do anh ép tôi đó. Khuôn mặt Xích Hồng Nguyệt trầm như nước, sau đó điều động toàn linh khí quanh thân. Chủ động đón nhận đòn tấn công của Khuê Long. Hai người ở giữa không trung, dây dưa, đánh tới đánh lui, dư âm cuộc chiến bị tàn phá bừa bãi. Còn về Phong Khê thiếu gia, sau khi rảnh rỗi, cũng không vội đi giết Ngô Thanh Ảnh, mà cầm chùy tử kim trong tay, đứng dưới quan sát cuộc chiến, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Một bên khác, Sắc Phong chiến đấu với Quách Hy,
vẫn đang tiếp tục, nhưng có thể thấy được, Quách Hí rơi vào thế yếu hơn rồi, anh ấy đều nhờ vào Quá Thanh Phong chống đỡ. Nếu cứ phát triển như vậy, chỉ sợ không bao lâu, Quách Hí sẽ thua trận. Bốn tên cao thủ ngoại vực, không ai yếu hơn bao nhiêu so với Phong Khê thiếu gia, cái này nên làm sao mới tốt được chứ? Chính người của họ tự đánh nhau, ha ha ha, điều này đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội tốt nha, chắc chắn hai bên đều tổn hại, nếu cùng đến chỗ chết thì càng tốt hơn. Nghĩ chuyện gì mà tốt thế được chứ, ai ya, không ngờ lại lập tức xuất hiện hai người, tiến bối Ngô Thanh Ảnh lại trọng thương hôn mê, thật đáng lo cho giới luyện võ mà. Người trẻ tuổi cầm trong tay quạt lông kia, mặc dù thực lực không yếu, nhưng không đấu lại được cao thủ ngoại vực, bây giờ hình như đang rất bị động. Nếu như không còn cao thủ lộ diện, chỉ sợ qua hôm nay, giới luyện võ trên trái đất, sẽ bị ngoại vực san bằng mất. Hiện trường mọi người bình luận ầm ĩ, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Xích Hồng Nguyệt, Khuê Long. Thú vị lắm, ha ha ha. Tô Thương thấy vậy, cũng lộ ra một nụ cười. Vốn dĩ, anh đã làm tốt việc chuẩn bị ra tay rồi, nhưng nhìn thấy hai cao thủ ngoại vực tranh chấp với nhau, nhất thời từ bỏ ý nghĩ ra tay. Hai kẻ địch đánh nhau, loại chuyện này, Tô Thương cảm thấy mình vẫn không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, hôm nay, Tô Thương liền phải làm chim sẻ rồi, ngư ông đắc lợi. Vợ! Lúc này, Thiên Niên Sát đang vận chuyển chân khí vào cơ thể Ngô Thanh Ảnh, ý định trị thương cho vợ mình. Nhưng Ngô Thanh Ảnh khí huyết khô cạn, cũng không phải là chân khí đã hao hết, nên việc vận chuyển chân khí cũng không có chút ý nghĩa nào. Điều này lại làm Thiên Niên Sát lo lắng, bi thảm kêu to, hai mắt hơi hơi đỏ ửng. Ông nội Thiên, Tô Thương thấy vậy, nhanh chân đi đến, trấn an nói, không cần lo lắng, giao tiền bối Ngô cho cháu đi, cháu chắc chắn có thể giúp bà ấy khôi phục như lúc ban đầu. Thật sao? Thiên Niên Sát nhìn sang Tô Thương như muốn chứng thực. Được, vậy thì vợ của ông đành nhờ cháu giúp đỡ rồi. Thiên Niên Sát kích động cực kỳ, cảm kích mà nói. Ông nội Thiên khách khí rồi, đây là chuyện cháu nên làm mà. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn Ngô Thanh Ảnh, vừa động suy nghĩ, liền đưa vào tròn vòng tay lưu trữ. Vợ! Thiên Niên Sát đột nhiên cực kỳ lo lắng, Tô Thương, vợ ông đâu rồi? Sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Đừng vội, cháu để Ngô tiền bối vào trong vòng tay lưu trữ rồi, ở đó rất an toàn. Tô Thương nói tiếp, tình hình bây giờ khá phức tạp, chờ giải quyết xong những người ở ngoại vực đó, tôi ổn định lại tinh thần sẽ trị thương cho Ngô tiền bối, ông yên tâm đi, Ngô tiền bối sẽ không sao đâu. Vòng tay lưu trữ. Thiên Niên Sát càng lo lắng hơn, vòng tay lưu trữ không thể cất giữ vật sống mà, Tô Thương. Cháu nhanh thả vợ ông ra ngoài đi. Ông nội Thiên, vòng tay lưu trữ của cháu ẩn chứa không gian rất lớn, có thể chứa được vật sống. Tô Thương giải thích nói. Như thế à? Thiên Niên Sát nghe nói như thế, đột nhiên thở dài một hơi, âm thầm cầu nguyện, vợ à, bà có thể ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì được không? Tô Thương cũng không trấn an Thiên Niên Sát quá nhiều nữa, mà nhìn về trận chiến phía xa. Thực lực của Xích Hồng Nguyệt không thể khinh thường, trước mắt thì tình hình hai người chiến đấu là cân sức. Đột nhiên, hai người xảy ra va chạm mãnh liệt, cùng nhau ngã bay người ra. Ngay sau đó, Xích Hồng Nguyệt rơi xuống đất, bưng bít lấy bả vai, phun ra một ngụm máu. Tình hình của Khuê Long, tốt hơn một chút, nhưng khí huyết cũng đảo lộn, bị thương, hơi thở dồn dập, trạng thái không thật sự tốt. Ha ha, Xích Hồng Nguyệt. Thực lực của cô quả thật không yếu, lại có thể làm tôi bị thương. Khuê Long vừa đi về phía Xích Hồng Nguyệt, vừa thoải mái cười nói, có điều, tôi vẫn chưa khôi phục bản thể, nên không thì không đến mức này, bây giờ, cô có thể chết rồi. Vừa nói xong, Khuê Long bỗng nhiên ra tay, muốn trực tiếp gì ba tê chết Xích Hồng Nguyệt. Nhưng vào lúc này, Phong Khê thiếu gia vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lấy chùy tử kim từ trong tay ra. Lấy tư thế dũng mãnh nhất mà hướng về phía Khuê Long. Thời khắc quan trọng, Phong Khê thiếu gia ra tay, lại không lưu tình chút nào, ra tay cũng là một chiêu tất sát. Vốn dĩ, Khuê Long coi là mình muốn liên minh với Phong Khê thiếu gia, nên cũng không cảnh giác gì. Giờ phút này Phong Khê thiếu gia đột nhiên ra tay, khiến cho anh ta hoàn toàn bị động, vội vàng từ bỏ dò xét Xích Hồng Nguyệt,
nhanh chóng nhún người tránh né. Mặc dù trước đó Khuê Long không đề phòng, nhưng thực lực anh ta nổi trội, cuối cùng tránh được đòn công kích của Phong Khê thiếu gia. Có điều, Khuê Long cũng bị chùy tử kim tác động đến, vết thương lại nặng thêm mấy phần. Phong Khê. Lúc này, Khuê Long ổn định cơ thể, nhìn chăm chú Phong Khê thiếu gia, mặt trầm như nước mà nói, tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích, vì sao lại ra tay với tôi. Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Phong Khê thiếu gia cầm trong tay chùy tử kim, lạnh lùng nói, Khuê Long, anh thật to gan, dám trêu chọc người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, không xem Viêm Long Tiên Đế ra gì, tôi tất nhiên không thể giữ lại anh được rồi. Phong Khê, nói những lời này ra làm gì chứ, Viêm Long Tiên Đế lại không nghe được, cậu liên thủ với tôi, cùng nhau khống chế trái đất, còn không phải chuyện tốt hay sao chứ? Khuê Long lại dụ dỗ nói. Im miệng. Phong Khê thiếu gia nghiêm túc nói, Viêm Long Tiên Đế có ơn giác ngộ tôi, dạy dỗ tôi tất nhiên trung thành tuyệt đối rồi. Xích Hồng Nguyệt là người phụ nữ của anh ấy, bây giờ cơ thể ở trái đất, tôi phải thay thế Viêm Long Tiên Đế bảo vệ cô ấy rồi. Phong Khê thiếu gia trầm giọng nói, Khuê Long, anh phản bội Viêm Long Tiên Đế, bất kỳ ai cũng có trách nhiệm phải diệt trừ anh. Lúc trước, tôi giả vờ tỏ vẻ hợp tác với anh, chỉ vì để anh buông lỏng cảnh giác thôi, anh không phải thật sự coi là tôi đang muốn hợp tác với anh đó chứ. Phong Khê thiếu gia lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó nói, Khuê Long, hôm nay, anh đi không nối đâu, tôi gì ba tê chết anh. Phong Khê thiếu gia thật ra đối với Viêm Long Tiên Đế, không có trung thành gì, chẳng qua chỉ là giấu kỹ hơn so với Khuê Long mà thôi. Vừa rồi, Phong Khê thiếu gia sau khi tính toán kỹ, cuối cùng vẫn quyết định đứng về phía Xích Hồng Nguyệt. Anh ta làm vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân chính. Một là, Xích Hồng Nguyệt là người phụ nữ mà Viêm Long Tiên Đế yêu chiều nhất, Viêm Long Tiên Đế vì cô mà đắc tội với rất nhiều người, bảo vệ cô ta cực kỳ. Lần này đến trái đất, chắc chắn biết trước sẽ kèm theo nguy hiểm. Phong Khê thiếu gia kết luận, Viêm Long Tiên Đế chắc chắn phải đưa cho Xích Hồng Nguyệt con át chủ bài cường đại. Mặc dù Xích Hồng Nguyệt không đấu lại được với Khuê Long, đã bị thua, nhưng càng như vậy, Phong Khê thiếu gia càng cảm thấy lạ. Thực lực của Xích Hồng Nguyệt là một trong những người yếu nhất, mà sau khi đến trái đất, bọn họ 10 người đều cắt đứt liên lạc với Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế không thể không nghĩ, 10 người lần này xuống trái đất sẽ sinh ra lòng phản loạn. Nếu đã như vậy, anh ta sao mà lại yên tâm để Xích Hồng Nguyệt, một người thực lực yếu nhất đến trái đất chứ? Át chủ bài. Xích Hồng Nguyệt nhất định không muốn người khác biết át chủ bài. Trừ cái đó ra, còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Đó chính là, thực lực của Khuê Long thực sự quá mạnh, Phong Khê thiếu gia nếu không có chùy tử kim, chắc chắn không có cách nào áp chế được Khuê Long, thậm chí hoàn toàn không phải đối thủ của Khuê Long. Nhưng chùy tử kim mạnh nhất là tự nổ, thời gian để khôi phục trạng thái lại quá dài, trong lúc này, Phong Khê thiếu gia không có lòng tin có thể đối phó với Khuê Long. Hợp tác với một người có thực lực mạnh hơn mình, thật sự quá nguy hiểm. Nếu đã như vậy, thà rằng theo Xích Hồng Nguyệt còn hơn. Để từ đó, có thể biểu đạt được chút thành ý với Viêm Long Tiên Đế, để vẽ ra cho mình một cái đường lui, còn có thể thừa cơ diệt trừ Khuê Long, chấm dứt hậu hoạn. Vì thế, thời khắc quan trọng, Phong Khê thiếu gia lựa chọn ra tay với Khuê Long, đánh bị thương anh ta. Ha ha ha, Phong Khê thiếu gia, cậu có quyết định chính xác lắm, tôi sẽ dùng đá thông linh, nói chuyện hôm nay với Viêm Long Tiên Đế, để anh ấy sau này sẽ thưởng tài nguyên tu luyện cho anh. Lúc này, Xích Hồng Nguyệt nằm dưới đất, thoáng có chút yếu ớt nói. Thế thì cảm ơn Xích Hồng Nguyệt tiểu thư rồi. Phong Khê thiếu gia trên mặt nở nụ cười chắp tay nói. Đây là chuyện cậu đáng được hưởng mà. Xích Hồng Nguyệt cưỡng ép đứng dậy, xóa đi vết máu ở miệng, thúc giục nói, Phong Khê, ra tay đi, chúng ta liên thủ, nhanh chóng giải quyết Khuê Long. Được. Phong Khê thiếu gia gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Khuê Long. Tại hiện trường, hai người đều đã dương cung bạt kiếm, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Ha ha, Phong Khê thiếu gia, Xích Hồng Nguyệt. Lúc này, Khuê Long cười lạnh nói, hai người có phải quá ngây thơ rồi không, thật sự nghĩ hai người liên thủ lại có thể đối phó được với tôi sao? Thật là trò cười mà, đừng có quên, tôi còn chưa khôi phục bản thể đó. Nếu tôi khôi phục bản thân thật sự của mình,
đừng nói các người vốn đang bị thương, chỉ sợ dù cho các người đang ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Khuê Long tự tin cười nói, đi. Đừng nói nhiều lời, Khuê Long, nhận lấy cái chết. Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, lập tức cưỡng ép bản thân thở ra một hơi, không để ý đến vết thương của mình, trực tiếp hướng đến Khuê Long mà giết. Muốn giết tôi, nằm mơ đi, hôm nay, tôi sẽ để cho các người mở mang kiến thức một chút về sức mạnh chân chính của tôi. Ầm ầm. Khuê Long đầu tiên là cười lạnh trả lời, sau đó bỗng nhiên phát ra một âm thanh lớn, khuôn mặt, cánh tay của anh ta lập tức mọc ra vảy rồng. Đồng thời, sau một giây, cơ thể anh ta cũng xảy ra chuyển biến cực kỳ lớn, gần như từ người bình thường chuyển thành một cơ thể dài rồng rắn màu vàng. Thật, thật mạnh. Đây chính là thực lực chân chính của Khuê Long à, không hổ là yêu tộc, quả nhiên khủng bố. Phong Khê thiếu gia bên cạnh, tận mắt nhìn thấy màn biến hóa vừa rồi, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Có điều ngược lại, hai mắt anh ta híp lại, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Không thể để cho Khuê Long khôi phục bản thể, nếu không thì dựa vào mình và vết thương của Xích Hồng Nguyệt, dù là có liên thủ lại thì cũng không phải là đối thủ của anh ta, xem ra đành phải vận dụng chiêu kia rồi. Phong Khê thiếu gia cuối cùng đưa ra quyết định, lập tức đem chùy tử kim ném giữa không trung, trầm giọng nói, chùy tử kim, nổ cho tôi. Ngay lập tức, chùy tử kim bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, chiếu sáng khắp đất trời. Ngay sau đó, một lực lượng kinh khủng, giống như nước thủy triều tuôn ra, nhanh chóng cuốn tới, nghiền ép Khuê Long. Cái này, Khuê Long cảm nhận được chiêu này rất cường. Đại, tuyệt đối không phải là thứ mình có thể chống cự rồi. Nhưng cũng chính vào lúc này, anh ta hoàn toàn lột xác thành một đầu kim long, thân thể dài mười mấy mét, nằm ngang giữa không trung. Khuê Long ở trong trạng thái này, là mạnh nhất, nhưng anh ta biết. Không có cách nào chống lại được chiêu này của Phong Khê thiếu gia được. Vì thế, Khuê Long khống chế cơ thể, nhanh chóng trốn tránh, định tạm thời tránh đi nguy hiểm, giữ lại tính mạng trước đã. Nhưng uy lực của chùy tử kim tự nổ lại quá cường đại, dù là hóa thần sơ kỳ thì cũng chưa chắc có thể toàn thân mà trở lại, Khuê Long tất nhiên cũng không làm được. Phút, ngay sau đó, chùy tử kim tự nổ sinh ra uy lực, trực tiếp chặt đứt ngang Khuê Long. Một nửa thân rồng rơi xuống đất, dưới đất liền lộ ra một lỗ thủng to đùng. Phong Khê, Xích Hồng Nguyệt, nỗi nhục ngày hôm nay, Khuê Long tôi nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ tìm các người tính sổ, để có các người chết không yên lành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.